Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Kể từ hôm nay, trang sức khỏe 4.0 của chúng tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Naruhito. Đây là cuốn tiểu thuyết sinh động về ngành y tế và công việc chữa bệnh. Trong tiểu thuyết này, chúng ta có thể thấy được hai mặt sáng tối của nền y học hiện đại, cũng như đạo đức cao cả của người thầy thuốc và những vấn đề xã hội mà họ phải đối mặt. Xin mời quý vị các bạn chú ý theo dõi. Tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Những câu chuyện và những nhân vật của tiểu thuyết này đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bệnh viện Oriental. Đây là một bệnh viện tư ở Tokyo do bác sĩ Iotaro sáng lập và điều hành. Bản thân bác sĩ Iotaro cũng là một nhân vật khá thú vị. Đó là một người đàn ông tuổi chưa nhiều nhưng đã sớm phát phì, chỉ quan tâm đến tiền và những việc ngoài chuyên môn nhằm đánh bóng tên tuổi mình, cũng như chẳng bao giờ từ chối rượu ngon và gái đẹp. Tuy nhiên, Iotaro chỉ là một nhân vật phụ có tính đại diện cho cách sống, cách nghĩ đầy thực dụng và toan tính của những ông chủ, bà chủ ở Tokyo, Nhật Bản, thập niên 60-70 của thế kỷ 20. Nhân vật chính và cũng là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng là bác sĩ Naoe, một con người tài hoa tốt bụng nhưng lại đầy bi kịch. Chất bi kịch đó đậm đặc đến nỗi biến anh thành một người hoàn toàn xa lạ với mọi người xung quanh. Cánh cửa tâm hồn anh luôn đóng im ỉm, bất kể với người thân hay sơ, quen hay lạ. Cánh cửa ấy đột ngột mở ra sau cái chết bất ngờ của anh. Chỉ khi thân xác Naoe mãi mãi bị vùi chôn dưới lòng hồ mênh mang lạnh giá, người ta mới hiểu đằng sau cái mặt nạ rừng rưng vô cảm và đầy mệt mỏi mà anh vẫn đeo hàng ngày là một trái tim đớn đau, bất lực, song luôn xa xiết yêu thương cuộc đời. Vốn đam mê nghề nghiệp, nhiều năm liền Naoe dành thời gian nghiên cứu về bệnh ung thư xương, một căn bệnh nguy hiểm mà y học lúc đó hoàn toàn bất lực. Nhưng rủi thay, chính anh lại mắc phải căn bệnh này. Lòng kiêu hãnh nhiều khi đến ngạo nghễ của anh đã khiến anh không thể chia sẻ bí mật này với ai, trừ một vị giáo sư mà anh tin tưởng. Anh âm thầm tự nghiên cứu cơ thể mình, nghiên cứu từng trạng phát triển của bệnh, với hy vọng tìm ra một phương án điều trị khả thi nhất. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi khối u đã di căn, anh đối diện với những cơn đau khủng khiếp, thường trực, tìm lãng quên trong thuốc lá, rượu mạnh, ma túy và đàn bà. Mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài, giữa khát vọng và thực tế của Naoe là bi kịch mang tính cá nhân, đồng thời cũng mang tính xã hội. Naoe là một hình mẫu trí thức lý tưởng, một con người tế nhị và hào hoa, một thầy thuốc đầy lương tâm và trách nhiệm, song đó cũng là một bệnh nhân cô đơn và bất lực. Nhà văn Watanabe dành cho nhân vật này nhiều thiện cảm. Không biết có phải vậy mà khiến cho nhân vật đôi khi bị cường điệu và thiếu tính chân thực. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của tác phẩm không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Đèn Không Hắt Bóng là bức tranh thu nhỏ của xã hội Nhật Bản đương thời với mối quan hệ đa chiều trong gia đình và ngoài xã hội, mà tập trung nhất là mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Ở một bệnh viện tư như bệnh viện Oriental, đối tượng được phục vụ, được tiếp đón một cách hoan hỉ là những người có nhiều tiền nhiều của, chứ không phải là dân nghèo neo đơn sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Không có tiền cũng đồng nghĩa với việc không được điều trị, dù bệnh nhân có phải đối diện với cái chết đi chăng nữa. Và tất nhiên, hưởng lợi từ việc khám chữa bệnh không phải là những bác sĩ, những y tá, hộ lý làm việc đến kiệt sức, mà là những ông chủ, bà chủ. Họ tìm mọi cách để tăng lợi nhuận, bất chấp cả những thủ đoạn nghề nghiệp, nhiều khi vô lương tâm, vô đạo đức.
Mặc dù có bất bình, có phản kháng từ chính những người trong cuộc, nhưng họ vẫn phải tuân theo nếu không muốn bị đẩy ra ngoài cỗ máy vận hành chung đó. Những nội dung liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp hay những vấn đề về y đức là câu chuyện bề ngoài để ngòi bút của nhà văn, giống như con sao mổ, lách tới những tầng sâu hơn bên trong cơ thể con người. Đó là bản lĩnh, trí tuệ, lương tâm. Hơn nữa là nghệ thuật đối nhân xử thế của người bác sĩ. Một lương y giỏi, đồng thời cũng phải là một nhà tâm lý giỏi, nắm được những quy luật vận động của xã hội, đồng thời có những ứng xử phù hợp, có lợi nhất cho bệnh nhân của mình. Bởi rõ ràng, cấu tạo sinh học của cơ thể con người giống nhau, nhưng cấu tạo xã hội của họ lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một tính cách, và người thầy thuốc phải là người hiểu điều đó hơn ai hết. Không khó để chúng ta nhận thấy rằng trình độ y học nói riêng và khoa học công nghệ của ngày nay đã tiến bộ vượt bậc so với thời điểm nhà văn Watanabe viết cuốn tiểu thuyết này. Nhưng những thông điệp mà tác giả gửi gắm vẫn luôn có tính thời sự và tính nhân văn sâu sắc. Dù ở đâu và ở xã hội nào, trong thời đại nào, dù đồng tiền luôn có sức mạnh thống trị, nhưng con người thì giàu hay nghèo, sang hay hèn cũng vẫn phải đối diện với cái hữu hạn của cuộc đời. Ốm đau, bệnh tật và cái chết không trừ một ai, và không ai là không hoảng sợ, không đơn độc khi biết mình như ngọn đèn tắt trước gió. Nhan đề của tiểu thuyết là đèn không hát bóng. Nhan đề ấy liên quan đến một hình tượng được nhắc đến vài lần trong tác phẩm và được khắc họa trở lại đầy ấn tượng ở trang cuối cùng. Đó là hình tượng của ngọn đèn trong phòng mổ. Giữ được phẩm chất người thầy thuốc trước sự cám dỗ của đồng tiền, sự xuống cấp của đạo đức xã hội là điều đáng quý. Nhưng giữa tập thể vẫn còn nhiều người tốt, thì sự chia sẻ, trò chuyện để bày tỏ nỗi lòng và suy tư về nghề nghiệp, về cuộc sống cũng rất cần thiết để con người ta lấy lại cân bằng. Ngọn đèn ấy tập trung ánh sáng cao độ trong suốt quá trình thực hiện phẫu thuật. Ngọn đèn không hát bóng. Bác sĩ Naoe đã đứng dưới ngọn đèn ấy bao nhiêu lần để thực hiện những ca phẫu thuật tinh vi, phức tạp, đem lại sự sống cho người bệnh. Bản thân anh cũng sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ như ngọn đèn ấy. Bản thân anh cũng không hát bóng. Sự tồn tại hay biến mất của con người, suy cho cùng giống nhau cả thôi, đều cô đơn và không lưu lại dấu tích. Điều suy luận ấy có đúng hay không? Mỗi chúng ta sẽ có một cách lý giải riêng khi ngẫm về số phận của chính chúng ta trong cuộc đời rộng lớn. Nhà văn Watanabe Junichi là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học hiện đại Nhật Bản. Nhưng trước khi chuyên tâm với nghề văn, Watanabe là một bác sĩ. Ông sinh năm 1933 trong một gia đình trí thức. Năm 1958, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Sapporo và ở lại trường giảng dạy nghiên cứu về khoa phẫu thuật tạo hình, là tiến sĩ y khoa về chuyên ngành ghép mô xương. Vừa làm bác sĩ, ông vừa theo đuổi nghiệp văn. Từ năm 1969, ông chuyển về Tokyo, toàn tâm toàn ý với trang viết. Tiểu thuyết Đèn không hát bóng là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Ở nước ta, tác phẩm này đã được chuyển thể thành kịch bản và dàn dựng trên sân khấu Việt Nam. Bây giờ mời các bạn nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Ông cụ vào nằm viện Oriental từ cuối tháng 9, tức là cách đây một tháng. Trước đó thì cụ Ishikira đau dạ dày nằm cả 20 ngày tại bệnh viện của trường Đại học T, nhưng về sau bỗng nhiên được xuất viện và chuyển sang nằm ở đây. Ông cụ ấy nằm sấp, cứ rên hừ hừ. Thế có ai là người nhà ở lại với ông cụ không? Có, cô con dâu. Rời tập bệnh án, Noriko tư lự ngước mắt nhìn chân chân lên bức tường trắng ở trước mặt. Vậy bác sĩ trực hôm nay là Naoe tin sinh ư? Kaoru vừa đếm lại mấy cái nhiệt kế trên khay y cụ, vừa hỏi lại. Noriko làm thinh. Một lát sau cô mới buông một câu. Chắc là hôm nay tiên sinh chả đến nữa đâu. Kaoru ngạc nhiên hỏi. Sao lại không đến nữa? Tiên sinh phải trực kia mà. Ừ thì trực chứ sao? Hay là tiên sinh đang ngồi ở đâu đấy trong bệnh viện? Không, lúc nãy vừa đi đâu rồi. Đi đâu rồi à? Đi hẳn à? Kaoru hỏi lại. Noriko khó chịu ngoảnh mặt đi. Naoe trực kia mà, làm sao có thể đi đâu được chứ? Muốn biết thì cứ gọi điện hỏi xem. Noriko chỉ tay lên tấm giấy nhỏ xíu găm trên mặt bàn. Trên giấy có ghi vội dòng chữ Naoe
0909-423-2850. Kaoru bỡ ngỡ nhìn lên tấm giấy. Đấy là chỗ nào vậy? Tiệm rượu. Tiệm rượu ư? Sao? Ông ấy đến tiệm rượu ư? Thế đấy. Noriko đáp sẵn rồi lại cúi xuống tập bệnh án. Kaoru bỏ cái nhiệt kế đang cầm sang một bên. Sao lại có thể như thế được? Đang trực kia mà. Dĩ nhiên là không được rồi. Noriko nhún vai. Thế thì tại sao tiên sinh lại? Tại thế thôi, xưa nay vẫn vậy. Mới gần đây, Kaoru mới được phân công trực đêm. Và hôm nay là lần đầu tiên cô trúng vào phiên trực của bác sĩ Naoe. Thế cái tiệm rượu ấy cách đây có xa không? Không biết. Nghe ông ấy nói là đâu ở khu vực Dogenzaka ấy, đi bộ hết 10 phút. Nhưng sao chị biết đó là tiệm rượu? Thì mỗi lần ra đấy về bao giờ ông ấy cũng sặc sụa mùi rượu. Chị nói gì thế? Không tin, cứ gọi điện đến đấy mà hỏi xem. Găm xong tờ bệnh án cuối cùng, Noriko rút ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm biển treo cửa và cây bút lông. Cụ Ishikura đau thật đấy chị ạ. Dù sao cũng phải gọi điện cho bác sĩ thôi. Kaoru vừa nói, vừa nhìn hàng số điện thoại trên tấm giấy. Vô ích thôi. Nhưng mà bệnh nhân đau quá mất rồi. Nếu cô chịu không nổi thì tiêm cho ông ấy một mũi đi. Không xin phép bác sĩ sao? Một liều thì không sao cả. Nhưng Kaoru ấp úng. Bác sĩ có ở đây thì cũng nói như thế thôi. Cụ ấy lâu nay vẫn phải dùng thuốc có chất afiến đấy. Nhưng đó là ma túy mà. Đúng, mà lại là loại mạnh nữa, giảm đau rất là công hiệu. Nhưng luật cấm dùng ma túy kia mà. Sao lại cấm? Noriko nhúng bút lông vào chén thuốc vẽ màu trắng, rồi viết thử lên tờ báo. Cô Ishikura bị ung thư dạ dày à? Noriko gật đầu. Thế mà người ta bảo là bị ung thư chẳng đau tí nào. Em chưa bao giờ tưởng tượng là con người ta có thể đau đớn đến thế đấy. Sở dĩ đau nhiều là không chỉ riêng dạ dày bị tổn thương. Di căn đã lan vào tận xương sống, chạm đến trung khu thần kinh rồi. Thế thì mổ cũng không ăn thua nữa ư? Không ăn thua. Chính vì thế mà bệnh viện của trường đại học họ cho ông cụ ấy ra viện đấy. Tội nghiệp ông già quá. Kaoru thở dài. Nửa năm làm việc ở bệnh viện, cô đã có dịp trông thấy khá nhiều điều. Nhưng cho đến nay, cái gì đối với cô cũng hãy còn mới lạ và có sức lôi cuốn lạ thường. Liệu ông cụ còn sống được bao lâu nữa đây? Bác sĩ Naoe cho là còn được khoảng 2 tháng, mà nhiều nhất là 3 tháng thôi. Thế ông cụ có biết điều đó không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có người trong nhà biết thôi. Thế ra họ chỉ còn chờ ông cụ chết sao? Đúng thế đấy. Noriko lại cầm bút lên. Dòng chữ Hán màu trắng nét bay bướm chạy trên tấm bảng nhỏ màu đen. Taneo Muraya. Tên họ bệnh nhân mới nhập viện. Nét chữ của Noriko nhẹ nhàng, tao nhã. Cô chớ nói hở ra đây nha. Noriko dặn dò, tuy cô biết cũng chẳng cần đến như thế. Không đời nào Kaoru lại có đủ can đảm nói lại với ông già. Nhưng cô bé vẫn gật đầu ưng thuận một cách hết sức nghiêm trang. Vừa lúc đó, có tiếng chuông gọi của bệnh nhân phòng 412 gọi. Ishikura, cô lấy 2 liều Brobarin xuống mà tiêm đi, nói là sẽ bớt đau ngay thôi. Vâng. Kaoru đến tủ thuốc, lấy ra một cái hộp màu đỏ chạy vội ra hành lang. Tên gọi của bệnh viện nghe khá hợm hĩnh, Oriental. Song đó chỉ là một bệnh viện tư thuộc loại thông thường nhất ở Tokyo. Chủ nhân là bác sĩ Yutaro Gyoda, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng. Tòa nhà cao 6 tầng, lại thêm một tầng hầm nữa xây gần ngã tư chỗ phố Tamagawa
gặp đại lộ chu vi số 6 của thành phố, bề mặt trông ra đường. Ở tầng trệt là phòng đón tiếp bệnh nhân, phòng tiếp khách, phòng ghi danh, phòng phát thuốc và phòng X-quang. Tầng thứ 2 dành cho phòng mổ, phòng vật lý trị liệu, phòng xét nghiệm, phòng điều hành, phòng làm việc của bác sĩ trưởng và phòng văn thư. Từ tầng 3 đến tầng 6 là các phòng của bệnh nhân. Bệnh viện Oriental chỉ có cả thầy 70 giường. Số bệnh nhân ngoại trú xê xích tùy theo từng ngày trong tuần lễ. Nhưng kể trung bình thì mỗi ngày có khoảng 150 đến 160 người đến bệnh viện. Trên cửa các phòng đều có treo những biển đề bác sĩ nội khoa, bác sĩ da liễu, bác sĩ niệu học, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phụ khoa, phòng phẫu thuật thẩm mỹ, khoa nhiễm xạ. Thế nhưng số bác sĩ làm việc thường xuyên ở bệnh viện này không lấy gì làm đông. Chỉ có bác sĩ nội khoa Tamagawa, hai bác sĩ phẫu thuật là Naoe và Kobashi, bác sĩ nhi khoa Murayama, kể cả bác sĩ trưởng nữa là 5 người. Ngồi tiếp bệnh nhân ở phòng phẫu thuật thẩm mỹ cũng là Naoe. Còn ở phòng niệu học và phòng phụ khoa thì cứ mỗi tuần 2 lần có hai bác sĩ ở bệnh viện của trường đại học M đến làm việc. Nữ y tá, kể cả y tá cấp 1 và tập sự, ở bệnh viện này có cả thầy 22 người. Bác sĩ trưởng Utaro Gyoda chuyên về nội khoa, nhưng mấy năm gần đây hầu như không xuất hiện ở các phòng bệnh nhân nữa, mà giao hết công việc này cho Kawabara, vốn là bạn thân của ông. Bản thân ông ta chỉ quan tâm đến cái ghế hội đồng dân biểu thành phố và công việc quản trị Hội Liên hiệp Lương y, vốn là những công việc rất xa vời với y học. Thẳng hoặc có khi nào bệnh viện tư của ông được người ta nhắc đến thì ông than thở rằng nó chẳng đem lại một chút lợi nhuận nào. Tuy vậy, cái bệnh viện này vẫn được coi là một bệnh viện khá lớn, không riêng gì trong khu mà ngay cả trong toàn thành phố Tokyo nữa. Màn cửa sổ bao giờ cũng vén ra hai bên, và trong khoảng hở có thể nhìn thấy cảnh đô thành lấp lánh muôn vàn ánh đèn đêm. Đến 9 rưỡi, chương trình nhạc kết thúc. Kaoru vươn vai ngáp dài. Cô đến bệnh viện từ sáng sớm lúc 8 giờ, ăn trưa xong thì đi học lớp dự bị, sau đó lại trở về bệnh viện trực đêm. Đến giờ này thì cô đã mệt nhoài cả người. Biết làm thế nào được, đành phải kiên nhẫn chịu đựng vài năm thôi. Noriko cúi đầu đọc sách, tóc rũ cả xuống tận mắt. Kaoru tắt máy, ngồi nhìn ra cửa sổ. Chị ạ, tiên sinh vẫn ở ngoài tiệm rượu à? Không biết. Noriko rời cuốn sách, cô đọc đã gần xong. Có lẽ ta pha tí cà phê nhỉ? Ờ, hay đấy. Kaoru nhanh nhẹn đứng dậy bật bếp ga. Ở góc phòng sau tấm màn trắng có thể trông thấy lờ mờ một cái giường ghép đôi và hai cái tủ con. Cà phê và chén tách đặt ở ngăn trên cùng. Kaoru lấy bình cà phê bột không cặn và lọ đường ra đặt cả lên bàn. Mấy viên đường đây? Một thôi. Bây giờ khi tivi đã im tiếng thì từ ngoài cửa sổ lùa vào cái tiếng rì rầm thoang thoảng của thành phố lúc ban đêm. Ôi, chút nữa thì đổ hết. Kaoru thận trọng đặt tách cà phê xuống ngay trước mặt Noriko. Cảm ơn. Sao lâu thế nhỉ? Không biết đứng có còn vững được nữa hay không đây? Không trả lời thì không tiện. Noriko đành nói lùng bùng cái gì không rõ và vội vàng nốc hết chén cà phê. Nhỡ có tai nạn thì sao? Hay là có ca mổ cấp bách? Lúc bây giờ biết làm thế nào đây? Còn thế nào nữa thì mổ chứ sao? Nhưng nếu ông ấy say thì mổ làm sao được? Có cách gì khác nữa đâu. Giọng Noriko khó chịu rõ ràng. Kaoru thấy lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Bác sĩ trực đi đâu mất để hai chị em ngồi lại một mình đây? Có lẽ vẫn nên gọi lại chăng? Gọi làm gì? Ít ra cũng biết tiên sinh đang ở đằng ấy ra sao. Thôi, cô cứ ngồi xuống và bình tĩnh lại đi nào. Thế nhỡ ông ấy quên mất là mình đang trực thì sao?
Không đâu. Em lo quá. Kaoru nói, giọng kéo dài, ảo não. Cô lo lắm à? Cô mà lo à? Noriko nhìn Kaoru vẻ khinh thị. Cô nói dùm một tí coi, việc gì cô phải lo chứ? Thế nếu có tai nạn thì sao? Cô nên nhớ kỹ lấy điều này nhé. Chúng ta không hề có trách nhiệm về việc đó đâu. Đôi kim trên mấy chiếc đồng hồ đặt trong phòng đều chỉ 10 giờ kém 10 phút. Kaoru cảm thấy mình nên im lặng thì hơn, nhưng lại không sao trấn áp nổi mối lo đang làm cho cô tơi bời cả ruột gan lên. Hình như là bác sĩ trưởng không biết tiên sinh uống rượu nhỉ? Biết. Biết mà vẫn làm thinh ư? Kìa, sao cô cứ ám lấy tôi thế à? Tôi có phải là bác sĩ trưởng đâu. Noriko bỗng dưng phát cáu lên. Thế là câu chuyện tắt ngấm. Kaoru tưởng tượng cái dáng cao gầy của Naoe, gương mặt mệt mỏi xanh xao của ông. Trong những đường nét cân đối sắc gọn như đẽo của gương mặt ấy, có một cái gì băng giá khiến người ta phải rùng mình. Trong cái vẻ điềm đạm của đôi mắt lạnh lùng ấy, có một cái gì thật ghê sợ. Tiên sinh chưa có vợ thật ư? 37 rồi còn gì? Noriko gật đầu. Cô đặt chén xuống bàn, giở cuốn sách ra. Nhưng mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn vượt qua trang giấy, hướng về một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ kia. Tiên sinh là một bác sĩ có tài năng lớn đấy. Nghe nói trước kia dạy ở đại học. Giá đừng bỏ đi thì bây giờ đã là giáo sư rồi. Tại sao tiên sinh lại chuyển về làm ở đây chứ? Một nhà phẫu thuật lỗi lạc. Muốn thế nào được thế ấy thôi. Không, dù sao cũng thật là khó hiểu đấy. Ai lại bỏ một vị trí hiển hách như vậy trong một trường đại học thượng đẳng? Thật kỳ lạ. Noriko phì cười, và Kaoru vẫn không buông tha. Có người thì nói là do một chuyện yêu đương gì đó, người thì lại bảo là vì tiên sinh có chuyện xích mích với các giảng viên ở đấy, chẳng biết thực hư ra sao nữa. Chắc toàn chuyện láo toét cả thôi. Ấy, em cũng nghĩ như thế đấy, lưỡi không xương mà. Có điều ông ấy khó hiểu thế nào ấy, người đâu mà kỳ quặc lắm kìa. Kaoru mới nói chuyện với bác sĩ Naoe được có vài lần, mà lại toàn chuyện công việc trong giờ làm, chứ chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng tư cả. Giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về tuổi tác, gần 20 tuổi. Cô hiểu rằng Naoe suy nghĩ hay nói năng đều khác hẳn mình, nhưng ngay cả với các nữ y tá khác lớn tuổi hơn cô nhiều, thì ông bao giờ cũng vẫn khô khan, lạnh lùng thế. Naoe bao giờ cũng tách mình ra khỏi mọi người và một mực tránh mọi sự giao tiếp. Tại sao bác sĩ chưa lấy vợ nhỉ? Kaoru nói thì thầm ra chiều tư lự. Sao cô lại hỏi tôi cái chuyện ấy chứ? Chắc chắn là nhiều người sẽ lấy làm sung sướng. Kaoru vốn tự cho mình là một giai nhân tuyệt thế, nhưng một vị hôn phu như Naoe, sự chênh lệch về tuổi tác cô sẽ chẳng coi ra gì. Kể cũng tiếc thật. Cô thở dài, khe khẽ. Dĩ nhiên là ông ấy có kỳ lạ thật đấy. Noriko kết luận, và vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Để em nghe cho. Kaoru nhảy bổ tới nhấc ống nghe. Một giọng đàn ông thô lỗ vang lên trong máy điện thoại. Alo, trực ban cảnh sát khu Maruyama đây. Bệnh viện Oriental phải không? Trong máy có thể nghe văng vẳng những tiếng còi xe hơi và tiếng ồn ào ngoài đường phố. Chúng tôi cần đưa một người bị thương tới ngay bệnh viện, có được không ạ? Có chuyện gì xảy ra thế? Cũng là chuyện thường thôi. Mấy tên du đãng gây sự đánh nhau. Có một tên ăn đòn rất nặng, mặt vỡ toác ra, máu tuôn chảy như thác ấy. Đợi cho một chút nhé. Kaoru run rẩy trao ống nghe cho Noriko. Có du đãng mặt máu. Tôi nghe đây. Noriko cầm lấy ống nghe. Chỉ có mặt bị đứt thôi ư? Nạn nhân có còn tỉnh không? Rất tỉnh nữa là khác. Đang la hét
om sòm, chửi tục hết chỗ nói luôn. Thế bao giờ các ông tới đây? Chúng tôi cho lên xe ngay bây giờ ạ. Độ 10 phút. À không, 5 phút nữa thôi. Xe đã chạy rồi đấy. Các cô đợi nhé. Trong máy bắt đầu có tiếng tút tút liên hồi. Noriko cố trấn tĩnh thật nhanh và mắt nhìn vào tấm giấy trên bàn, bắt đầu quay số gọi điện, vừa quay vừa ra lệnh cho Kaoru. Còn cô ấy, chạy xuống phòng cấp cứu bật đèn lên, mở cửa ngay đi nhé. Nhớ mở cả máy khử trùng luôn đấy. Phía đầu dây nói bên kia trả lời ngay. Nhà hàng Printem đây. Làm ơn cho biết là Naoe tiên sinh có đấy không ạ? Naoe tiên sinh ạ, xin chờ cho một chút nhé. Trong máy nghe vang vẳng tiếng nhạc, tiếng cười nói lộn xộn. Tên nhà hàng Printem nghe lần này là lần đầu tiên, nhưng Noriko cũng hiểu ngay đây là một quán rượu. Mấy phút sau trong máy có tiếng phụ nữ vọng lại. Alo, tiên sinh đi rồi ạ. Đi rồi ư? Vâng, khi tiên sinh đi có dặn chuyển số điện 438. Đợi cho một chút nhé. Noriko lấy bút ghi ngay. 438-7236. Tiên sinh đang ở chỗ ấy đấy. Vâng, cảm ơn cô. Quả là đang phiên trực mà đi uống rượu thì quá quắt lắm. Đằng này lại la cà hết quán này sang quán khác. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Noriko giận đến ngạt thở, nhưng lập tức tự chủ được ngay. Tức giận bây giờ nào có ích gì. Dù sao cũng chẳng có ai ở đây để trút giận lên đầu người ta được nữa. Cô lại nhanh nhẹn quay số điện thoại mới. Khách sạn Ishimoto đây. Một giọng đàn ông láu lỉnh trả lời. Thân xe sơn màu trắng, phản chiếu những ánh đèn đêm sáng mờ mờ trong bóng tối. Hai cánh cửa sau xe được mở ra. Từ trên xe có mấy người nhảy ngay xuống. Đưa vào chỗ nào đây? Giọng người y tá tải thương hỏi gắt. Vào phòng ghi danh, đi lối này này. Vào đấy thì bẩn hết. Mặt mũi áo quần của hắn đều be bét máu mê. Không sao. Hắn uống say mềm, suốt dọc đường cứ lồng lên như con quỷ. Kíp tải thương đã kéo cái cáng có nạn nhân từ trong xe ra. Họ vây kín xung quanh cáng, cố sức giữ người bị thương đang vùng vằng như điên như dại. Noriko nhìn đồng hồ. Từ khi gọi điện cho Naoe đến bây giờ đã quá 5 phút rồi. Mấy người tải thương khiêng nạn nhân vào phòng cấp cứu. Những đôi giày nặng trịch của họ dẫm ầm ầm trong hành lang. Họ luôn miệng răn đe người bị thương. Này này, có nằm im không nào? Yên, yên, bình tĩnh nào. Nhưng tiếng nói của họ bị những tiếng gào thét điên cuồng của người say át hẳn đi. Làm ơn đưa vào đây cho. Qua cánh cửa mở rộng, mấy người khiêng cáng đưa nạn nhân sang phòng tiếp nhận, đặt cáng lên cái giường con ở góc phía trong. Noriko tay cầm áp kế rụt rè bước lại gần nạn nhân. Đo huyết áp một chút nhé. Đồ ngu! Người bị thương đang máu mê bê bết cố chồm dậy, nhưng mấy người tải thương đã nhanh nhẹn giữ hắn lại. Hắn khua hai quả đấm la hét om sòm. Nào nào, yên nào, đây là bệnh viện kia mà. Bệnh viện à? Đâu nào? Máu vẫn chảy ròng ròng trên mặt nạn nhân, đến nỗi khó lòng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi. Nhìn thấy máu, hắn như phát điên phát dại, mắt trợn ngược lên, tay càng khua dữ. Thuốc mê chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Thậm chí, hắn cũng không để cho người ta lau máu trên mặt nữa. Biết làm cách nào bây giờ chứ? Noriko tuyệt vọng lùi lại. Bác sĩ đâu rồi? Bây giờ mặt mũi mấy người tải thương cũng vấy máu đỏ lòm. Sắp đến ngay bây giờ đây. Nhanh lên với chứ. Nhưng mà... Để mãi thế này sao được? Chúng tôi giữ không nổi đâu. Cô không nhìn thấy sao? Vâng, xin các ông đợi cho chút nữa. Từ bỏ ý định đo huyết áp, Noriko lại chạy ra máy điện thoại. Moi được mảnh giấy trong túi ra,
cô cuống quýt quay đĩa số. Nào ơi, tiên sinh đã đi chưa ạ? Nào ơi, tiên sinh à? Ờ, phải, đi rồi. Đã lâu chưa? Mới vừa đi xong. Tiên sinh có gọi được taxi không? À, tôi cũng không biết nữa mà. Cảm ơn ông. Đồng hồ trong phòng tiếp khách chỉ 11 giờ. Nếu Naoe khi ra khỏi tiệm ăn gọi ngay được taxi thì chắc hẳn sẽ đến nơi ngay bây giờ. Từ phòng tiếp nhận vẫn đưa ra tiếng la hét của người bị thương và những tiếng quát mắng của những người tải thương đang giữ hắn. Không sao chịu nổi cơn ác mộng này. Kaoru chạy ra hành lang. Bao nhiêu là máu. Cô sợ hãi đưa hai tay lên bưng mặt. Hai vai cô run bắn lên. Sàn hành lang từ phòng tiếp khách đến phòng tiếp nhận loang lổ những vết máu nhơm nhớp. Biết làm thế nào bây giờ? Chúng ta thì làm được cái gì? Miễn sao bác sĩ Naoe về nhanh lên một chút nhỉ? Này, cô cứ lải nhải mãi như thế làm cái gì chứ? Dù có nhắc lại 100 lần, thì ông ấy cũng chẳng về nhanh hơn được đâu. Noriko bực bội quát lên, mắt vẫn không rời khung cửa chính. Từ phòng tiếp nhận, hai người bước ra và đi về phía hai cô y tá. Sao? Bác sĩ vẫn chưa đến à? Cả hai người mặt đều lạnh như tiền, nhưng trong câu hỏi có thể nghe thấy một giọng bực bội đã được nén lại một cách vụng về. Thế này ạ, bác sĩ có việc cần phải đi gấp, bây giờ thì sắp về đến nơi rồi đấy. Đi có xa không? Không, ngay gần đây thôi mà. Không gọi điện được à? Không cần. Người ta sẽ trả lời là bác sĩ đã lên xe về bệnh viện rồi. Các cô làm sao thế? Chẳng lẽ các cô còn không hiểu à? Nạn nhân thì đang ra máu nhiều thế kia. Vâng, xin các ông thứ lỗi cho. Chúng tôi cam đoan là bác sĩ sắp về ngay bây giờ đấy. Noriko đầu cúi gầm, cố nén một tiếng khóc. Naoe về đến nơi thể nào cô cũng cho ông ta biết tay. Cô tự nguyền rủa mình vì đã để cho ông ta đi. Cuối cùng khi đã hiểu ra rằng không thể chờ mong gì ở hai cô y tá, hai người cứu thương quay trở vào. Lại còn nói dối người ta nữa chứ. Bây giờ thì rồi sẽ ra sao đây? Kaoru hoảng hốt. Thì còn biết làm thế nào nữa? Kaoru gật đầu vẻ ngơ ngác. Lạy trời, sao cho họ cũng đập vỡ đầu cái ông ấy. Noriko lầu bầu, giọng căm uất, mắt vẫn trừng trừng nhìn ra khung cửa đen ngòm. Trên mui xe cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy liên hồi. Noriko lại nhìn đồng hồ, chưa đầy 3 phút trôi qua, lại có tiếng còi xe rú lên, lại có tiếng phanh rin rít trong sân. Hai cô gái chạy ùa ra cửa, một viên cảnh sát bước vào. Nạn nhân ở đâu? Trong phòng tiếp nhận ấy. Hắn ra sao rồi? À, nói chung là đã băng bó gì chưa? Chưa. Viên cảnh sát lặng lẽ gật đầu và đi vào phòng tiếp nhận. Ngoài phố có mấy kẻ hiếu kỳ đứng lại nhìn ngó. Noriko nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. 1, 2. Đếm đến 60 thì được 1 phút. 5 lần 60 thì Naoe sẽ về. Noriko mới đếm được 30 thì cửa phòng mở toang ra và một người tải thương hiện ra trên ngưỡng cửa. Chị y tá ơi, người bị thương đòi uống nước đây này, cho uống có được không? Nước à? Vết thương không sâu, chắc không phải cấm uống nước làm gì, nhưng Noriko vẫn do dự. Hắn kêu là nếu không cho hắn uống, hắn sẽ chết ngay. Cổ hắn khô như rang rồi chị ạ. Có lẽ cho uống in ít thì được. Cuối cùng Noriko quyết định. Thế chén đâu? Tôi sẽ đi lấy ngay đây. Noriko chạy đi lấy cái chén. Cô đang đưa chén cho người tải thương thì có tiếng thét lanh lảnh của Kaoru. Bác sĩ về rồi kìa. Mỗi lần hắn lắc lắc cái đầu la lên một tiếng là máu từ vết thương lại phun ra như suối. Yên nào, để người ta chữa cho. Cút đi, cút hết đi. Và hắn chửi rất tục, rồi hít vào một hơi,
rồi nhổ ra rất mạnh. Nước bọt phun thành tia xuống sàn. Naoe nãy giờ vẫn đứng yên như pho tượng, quay về phía viên cảnh sát, đưa mắt ra hiệu cho anh ta và ra khỏi phòng. Viên cảnh sát ra theo. Hắn bị đánh bằng vật gì vậy? Bằng chai có phải không? Vâng ạ, hình như bị đánh từ phía trước, đánh thẳng ngay vào mặt. Từ lúc ấy đến giờ độ bao lâu rồi? Khoảng 15-20 phút rồi. Hắn uống có nhiều không? Phải đến 20 ly con whisky là ít. Ấy là người ta nói với tôi như vậy. Sau đó là một trận ẩu đả ra trò nữa. Từ sau cánh cửa lại đưa ra những tiếng la hét và chửi rủa man dại. Tụi bạn hắn bỏ chạy hết cho nên hắn mới nổi khùng như vậy. Thế hắn bao nhiêu tuổi? 25. Naoe gọi Noriko lại. Và bật cái đèn phòng toilet lên. Phòng toilet ư? Noriko hỏi lại, không dám tin ở tai mình nữa. Nhưng Naoe không đáp, quay về phía viên cảnh sát. Phải mang hắn vào toilet ngay. Vào toilet đấy à? Vào nhà xí ấy à? Viên cảnh sát hỏi lại. Đúng thế. Mà vào nhà xí phụ nữ nữa. Rồi sao nữa? Rồi chốt ngay cửa lại. Viên cảnh sát ngờ vực nhìn Naoe. Ở trong ấy, hắn sẽ tỉnh nhanh hơn. Naoe thò tay vào túi lấy thuốc lá đưa lên miệng. Nhưng hắn vẫn còn ra máu thế kia kìa. Không đáng lo đâu. Nhà xí lát gạch men mà. Không phải cái chuyện ấy. Vấn đề là chảy máu như vậy hắn có chết được không? Theo tôi thì không. Naoe đánh diêm châm điếu thuốc. Anh đã lo cho hắn như vậy thì thỉnh thoảng có thể nhìn qua khe hở phía trên các vách ngăn của chuồng xí mà xem thử hắn ra sao. Thế là thế nào? Bác sĩ bảo nhìn từ đâu vào chứ? Vách ngăn giữa các chuồng xí phái nữ không thấu tràn. Thế bác sĩ cho rằng mất nhiều máu như vậy không nguy hiểm sao? Máu ấy thì sẽ tự khắc ngừng chảy. Riêng hiện giờ thì để máu chảy như thế còn có ích nữa là khác. Huyết áp sẽ hạ xuống một tí và hắn sẽ không còn cố sức đập phá đâu. Làm như thế chưa hề có ai chết cả. Nhưng máu chảy đầy người thế kia kìa. Lẽ tự nhiên rồi, bị thương ở trán, máu phải chảy xuống phía dưới. Cho nên có vẻ như bị thương rất nặng. Vết thương tuy rộng nhưng không sâu, thành thử chẳng có gì đáng lo ngại cả. Từ phía trong phòng lại đưa ra tiếng la hét. Còn đủ sức la hét như vậy, tức là sẽ sống đấy. Thế thì đưa vào nhà xí à? Các anh cứ thay phiên nhau trông chừng 5 phút coi một lần. Khi nào hắn yên thì cho tôi biết. Viên cảnh sát vừa nghe vừa nhìn Naoe vẻ tư lự. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu khâu. Bây giờ cô đưa họ vào toilet đi. Có gì thì lên phòng bác sĩ trực gọi tôi nhé. Naoe nói tiếp với Noriko rồi bước về phía thang máy. Phòng bác sĩ trực đặt ở tầng 3, cuối dãy phòng bệnh nhân. Khi Naoe ngồi vào buồng thang máy, viên cảnh sát lại quay về phía Noriko. Cô thấy thế nào? Liệu hắn có qua khỏi không hả? Bác sĩ đã nói như vậy thì không việc gì phải lo nữa. Làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Không quá đâu. Noriko cắt ngang. Tuy trong thâm tâm cô cũng thấy không kém phần ngờ vực. Trong phòng tiếp nhận, người say rượu đang la hét lồng lộn như con thú nổi khùng. Viên cảnh sát giọng thì thầm để hắn khỏi nghe thấy, truyền đạt lệnh của Naoe cho mấy người tải thương. Anh ta càng nói thì vẻ ngỡ ngàng lộ rõ trên gương mặt họ, như thể họ đâm nghi không biết mình có nghe nhầm hay không. Có đúng thật không? Vào toilet à? Đúng thế đấy, phía bên phải cầu thang. Lúc bấy giờ Noriko đã bật đèn trong toilet. Cô mở cửa ra. Vừa đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, mấy viên tải thương vừa xốc người say rượu lên cáng. Hắn ta vẫn tiếp tục chửi rủa rất hăng, không im lấy một khoảnh khắc nào. Nhưng khi ra đến cửa nhà xí, hắn đột nhiên câm bặt và kinh ngạc đưa mắt nhìn quanh.
mấy người tải thương liền thừa cơ xốc nách hắn lên và đẩy mạnh hắn vào. Ê, chúng bay làm gì thế này, quần khốn nạn! Hắn giận dữ đấm thình thịch lên cánh cửa, nhưng cửa vẫn không lay chuyển chút nào, vì phía bên kia có hai người tải thương lực lưỡng đang chặn lại. Mở ra ngay, không nghe thấy à, mở ngay lập tức. Hai người tải thương không mảy may quan tâm đến những tiếng quát tháo của hắn và thản nhiên giữ cánh cửa. Noriko đem một chiếc ghế đầu lại, có thể nhìn từ phía trên xuống xem hắn ra sao. Cứ 5 phút một lần à, chừng nào hắn lại còn la hét thì chẳng có việc gì phải lo ngại đâu. Thế sao? Chúng tôi cứ phải đứng đây cho đến khi nào hắn yên mới thôi à? Rất tiếc đấy, nhưng cũng không có cách nào khác được nữa. Thế nhỡ nó ngoẻo mẹ nó trong ấy thì sao? Các anh đừng lo, tôi cũng sẽ theo dõi mà. Hai người tải thương gật đầu, không lấy gì làm vui vẻ, rồi bỗng sực nhớ ra họ yêu cầu. Cô làm ơn gọi về ban quản trị trạm xe cấp cứu nói rằng người bị thương đang phá phách, cho nên chúng tôi chưa thể về được. Khi Noriko trở về phòng ghi danh, viên cảnh sát đang gọi điện thoại xác minh căn cước của nạn nhân. Noriko nhờ anh ta gọi đến trạm cứu thương rồi bước vào phòng. Kaoru đang thờ thẫn đứng trước máy khử trùng sôi sùng sục. Cô làm sao thế? Noriko ngạc nhiên hỏi. Mặt hắn trông thật là đáng đời. Trên trán của hắn có một cái gì lấp lánh như thủy tinh ấy. Chắc là mảnh chai đấy. Thật là khủng khiếp. Mặt tái mét, Kaoru đi vào phòng mổ lấy cặp ghim. Noriko pha xà phòng vào một xô nước và nhúng rẻ vào. Tấm vải nhựa trên giường con và sàn nhà ở xung quanh đều bê bết những máu. Khi Noriko đã chùi sạch máu và tắt máy khử trùng, thì ngoài cửa, cạnh phòng tiếp nhận, cô bỗng nghe thấy những giọng đàn ông thô lỗ đang nói gì đó rất là hăng. Noriko nhìn ra hành lang, hai người cảnh sát đang ra sức giải thích điều gì đó với mấy gã thanh niên mặc áo da và áo xăng đai màu đỏ chói đang chen chúc trong hành lang. Cái kiểu đâu lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí như vậy chứ? Nhỡ người ta chết thì sao nào? Thế mà gọi là bệnh viện ư? Họ xô vào mấy người cảnh sát vẻ hăm dọa. Nào, chúng tôi có trách nhiệm gì đâu. Chúng tôi chỉ thi hành lệnh của bác sĩ thôi. Hai người cảnh sát phân trần. Viên cảnh sát trực ngoảnh lại nhìn thấy Noriko. Này, cô gọi bác sĩ đi. Anh ta nói vẻ mệt mỏi. Mấy vị này đang đòi giải thích tại sao người ta lại nhốt bạn họ vào nhà xí. Họ đang phát khùng lên khi nghe nói như vậy đấy. Nào, gọi mau lên chứ. Một trong những vị khách không mời quát vào mặt Noriko đang đứng ngây người, không biết phải xử sự ra sao nữa. Noriko nhấc ống điện thoại lên và quay số. Sau hồi chuông thứ ba, cô nghe giọng nói điềm tĩnh của Naoe. Lại cái gì nữa thế? Có mấy người bạn của bệnh nhân đến ạ. Họ bảo là muốn nói chuyện với bác sĩ ngay. Họ muốn gì? Họ muốn là bác sĩ giải thích cho biết tại sao lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí. Thì cô nói cho họ yên tâm đi. Nhưng phải là tốt hơn, chính bác sĩ xuống gặp họ đi. Naoe lặng thinh. Thưa, tôi thiết tha mong bác sĩ xuống cho ạ. Thôi được. Trong máy có tiếng cắt đánh tách một cái, rồi sau đó là những tiếng tuyết tuyết ngắn. Noriko trở ra hành lang. Đấy, bác sĩ sẽ xuống ngay đấy. Cứ thử không xuống mà xem nào. Tốp người mới đến cười hề hả, ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế. Ngay hôm nay hả? Thì tôi đã nói rồi. Ông có thể đợi cho một phút không? Người đàn ông bực bội chặt lưỡi một tiếng rồi lôi các bạn sang một bên bàn bạc gì đó với nhau. Naoe trở vào phòng tiếp nhận, ngồi vào ghế châm thuốc hút. Họ làm phiền ông quá đấy, bác sĩ nhỉ?
Viên cảnh sát cười ngượng nghịu. Phải, đến là khổ với cái đám du đãng ấy. Naoe vươn vai rồi nhìn đồng hồ. Cô thử ra xem hắn ra sao rồi. Vâng. Noriko đi về phía cửa, nhưng cô chưa kịp mở thì gã đàn ông có cái lưng gù gù đã xông vào phòng. Vừa rồi chúng tôi đã tính thử xem cả bọn mỗi người có bao nhiêu tiền. 30.000 yên, có được không? Bây giờ thái độ hắn có vẻ ôn hòa hơn. Sao? Bác sĩ đồng ý chứ? Thôi được. Nhưng hễ số tiền này sắp hết, tôi yêu cầu các ông nộp ngay số tiền còn lại đấy. Dĩ nhiên rồi. Có điều xin bác sĩ làm ơn quan tâm tới hắn một chút đi. Naoe cầm lấy 3 tờ giấy bạc 10.000 trong tay hắn và ghi vào tờ bệnh án. Ồ, ông bác sĩ, hơi của ông cũng có mùi rượu đấy. Gã đàn ông bỗng nhận xét trong khi ngồi xuống chiếc ghế đầu ở trước mặt Naoe. Nhưng Naoe vẫn điềm nhiên đóng dấu vào thẻ và bắt đầu điền vào bệnh án, thậm chí chẳng thèm nhìn về phía hắn khi hắn nói câu vừa rồi. Do đâu có cuộc ẩu đà ấy? Viên cảnh sát hỏi. À, vì có một chuyện lặt vặt đấy mà. Gã du đãng nhún vai. Ngồi với nhau một lát rồi tự dưng sinh ra chửi nhau, chẳng đâu vào đâu cả. Cái anh bạn mới này của các anh cũng thuộc bọn kia sao? Tôi biết đâu đấy, chúng nó chuồn hết rồi mà. Thôi, đừng vờ nữa. Thật thế đấy. Người có cái lưng gù gù nói quả quyết. Tôi nói dối làm gì chứ? Mà thôi, cứ thế cũng đủ rõ lắm rồi. Người cảnh sát xua tay. Vừa lúc đó, Noriko chạy vào phòng. Hắn tự dưng im bặt rồi ngồi bệt xuống sàn nhà xí. Thế à? Naoe đưa mắt rất nhanh nhìn qua gian phòng một lượt. Dịch cái giường con lại gần đây, đặt chính giữa phòng ấy. Dụng cụ đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Chỉ lựa cỡ số 4 ạ. Phải. Rửa tay chuẩn bị phụ cho tôi. Naoe ra lệnh cho Noriko. Da mặt người bị thương trắng trẻo một cách bất ngờ, trông gần như trong suốt. Nét mặt hắn gãy gọn, cân đối. Thậm chí cũng thật khó lòng mà đoán được rằng ở bên dưới cái mặt nạ bằng máu khô ban nãy lại có thể là một gương mặt tuấn tú đến vậy. Thưa bác sĩ, sau này sẹo có mất đi không ạ? Người có cái lưng gù vừa hỏi vừa chăm chú tò mò nhìn Naoe. Sau vài ba năm chẳng hạn? Không, sẽ còn mãi mãi cho đến lúc chết. Naoe đáp trong khi dùng cặp banh xét kẹp miệng vết thương lại. 30 phút sau thì mọi việc đã xong xuôi. Phải khâu lại rồi đưa lên tầng 3, tầng của các phòng bệnh nhân hạng 3. Hắn vẫn còn say nên hoàn toàn không đau đớn gì. Khi khâu mũi cuối cùng, thậm chí hắn cũng không hề nhúc nhích. Đặt bình tiếp huyết thanh, 200 phân khối glucosa và 2 ống thuốc cầm máu. Đừng cho mấy tên kia vào. Bảo họ đi đi cho nhanh. Naoe dặn Noriko. Ngay từ khi đang khâu các vết thương, người ta đã đuổi đồng bọn của nạn nhân ra hành lang. Và giờ đây, viên cảnh sát đang chất vấn họ về trận ẩu đả kia. Naoe đã đi ra cửa, nhưng chợt như sực nhớ ra, ông đứng phắt lại, nói với Noriko. À, suýt quên mất. Tôi có gọi món sushi ở cái quán ăn ban nãy. Ở đâu? Noriko ngơ ngác nhìn ông. Ngay lúc cô gọi điện lần thứ hai ấy, tôi không đợi được, nhưng cũng nghĩ là khi nào xong hết những công việc vừa rồi, có cái gì ăn cũng hay, cho nên đã trả tiền trước cho người hầu bàn rồi. Cô thấy thế nào? Nếu như gọi điện bây giờ, liệu họ có đưa tới đây không? Nhưng có thể gọi thêm cho cả cô và Kaoru nữa, nhưng phải gọi điện đến đấy. Giờ này mà còn bắt họ đưa mãi từ Shibuya đến đây ư? Lúc bấy giờ đã 12 giờ rưỡi khuya. Không sao, họ sẽ hiểu thôi mà. Nếu được như thế thì xin cảm ơn ạ.
Naoe đẩy cửa bước ra hành lang. Viên cảnh sát sốt sắng rút sổ tay. Tôi đã xác minh được địa chỉ rồi. Thế thì ông làm ơn báo lại cho các cô y tá đi. Nhưng tôi muốn được biết kết quả chẩn đoán. Bị thương ở trán và ở vùng má bên phải. Có điều là trong trường hợp này, chữ thương phải viết có bộ thử, chứ không phải là bộ nhân. Naoe nhìn trang sổ ghi qua vai người cảnh sát rồi nói thêm. Sao ạ? Có sự phân biệt gì quan trọng chăng? Người cảnh sát hỏi. Dĩ nhiên rồi. Người này bị thương có vết sách bên ngoài, mà chữ thương của ông thì dùng để chỉ những chấn thương ở bên trong. Dạ, tôi hiểu ạ. Xin bác sĩ cho biết bao lâu nữa hắn mới khỏi hẳn ạ? Khoảng 2 tuần lễ. Thế có để vết sẹo lại không ạ? Đương nhiên. Thế sẹo có lớn không? Nếu như là đàn bà thì coi như hỏng một đời rồi. Naoe đáp, đoạn quay lại nhìn tốp du đãng đang chen nhau đứng sau lưng. Nhưng đối với các ông này thì hình như có sẹo như vậy lại thêm cái phần uy vũ đấy. Chả lẽ sẹo rõ đến thế kia ư? Rõ à? Sẽ cổ quá hết sức đấy. Người có cái lưng gù đăm chiêu nhìn Naoe. Bác sĩ xử lý giỏi quá. Chẳng qua là hắn say mềm không biết gì nữa, cho nên làm rất dễ. Naoe cười. Thôi, xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đã làm phiền. Viên cảnh sát cúi gập người xuống chào từ biệt. Và tiếp theo, tốp du đãng cũng cúi chào theo như một tốp búp bê lên dây cót. Khi Noriko và Kaoru đã cọ rửa xong các y cụ và dọn dẹp xong phòng tiếp nhận bệnh nhân, người ở hiệu ăn mang sushi đến. Mấy tên du đãng lúc bấy giờ đã chịu nghe những lời khuyên răn của viên cảnh sát đều bỏ ra về hết. Và hai cô gái cũng trở lên phòng trực của họ ở tầng 3. Thế nào? Ta ăn thôi chứ. Trông ngon lành quá. Kaoru vừa pha trà vừa nhìn đĩa sushi. Lúc đó đã quá nửa đêm, hai cô gái đều đói như cào ruột. Thế mới biết tiên sinh cũng có khi tốt bụng đấy. Để chuộc tội đấy mà. Ai lại bỏ cái bệnh viện cho hai đứa chúng mình mà đi chứ? Thế tức là ông ấy cũng biết mình xử sự không tốt. Có vẻ là như thế. Dù sao thì đó cũng là con người tuyệt vời rồi. Cái con bé này ngốc quá đi mất. Noriko phì cười, làm cho Kaoru phụng phịu hờn dỗi. Tốt hơn là nên tránh cho xa cái con người ấy. Nhưng mà tiên sinh xử lý vết thương tài tình quá, nhìn thật là sướng mắt. Một vết thương phức tạp như thế mà. Khi mấy thằng cha đầu trộm đua cướp kia xông vào, tiên sinh cứ tỉnh như không. Kaoru cứ sôi lên sùng sục. Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật và họ đều như thế cả thôi. Không phải như thế đâu. Đấy, như bác sĩ Kobashi, có hôm chở một bệnh nhân gãy chân vào, ông ta run bần bật cả người lên đấy. Kobashi trẻ hơn mà kinh nghiệm cũng ít hơn Naoe nhiều. Riêng em ấy thì em thích những người như Naoe hơn. Những người ấy lành lạnh. Thôi, đủ rồi. Noriko cười tủm tỉm, ngồi xuống mà ăn đi chứ. Thế còn chị? Mình phải xuống tầng dưới lấy cái này đã, ban nãy bỏ quên mất. Để em xuống lấy cho. Chị quên cái gì thế? Thôi, khỏi đi, không cần đâu. Ta cứ ăn đi cái đã. Noriko theo cầu thang đi xuống tầng dưới. Mới hồi nãy trong gian phòng cấp cứu thắp đèn sáng trưng, nhộn nhịp ồn ào như vậy, mà bây giờ đã im phăng phắc, chỉ sáng mờ mờ dưới ánh đèn trong yếu ớt. Xuống hết cầu thang, Noriko rẽ phía trái và đi vào phòng tiếp nhận. Cô nhấc máy điện thoại quay số 7, số của phòng bác sĩ trực. Alo? Giọng buồn ngủ của Naoe đáp lại. Em đây. Noriko nói khe khẽ như thể sợ có ai nghe thấy. Chúng em vừa ăn tối xong, xin cảm ơn bác sĩ về món sushi. Không có gì đâu. Hãy còn đây, anh không ăn nữa à? Không, ăn một tí thôi nhé. Tôi đã bảo là không mà.
Vâng, em quên mất. Khi anh đi chưa về có bốn bệnh nhân đến. Hai người đến thay băng, hai người đến tiêm. Chúng em đã làm đúng như đã dặn ạ. Tốt. Còn một việc nữa đây. Cụ Ishikura kêu đau dữ dội quá. Chúng em đã tiêm Robarin cho cụ rồi, hai liều. Thế à? Sao ạ? Không đúng ạ? Ồ không, sao lại không đúng? Thế anh đã đi ngủ rồi sao? Tôi vừa đi nằm, đang đọc sách. Hôm nay anh uống nhiều đấy, nên đi ngủ sớm đi một chút. Hết chưa? Còn gì nữa nào? Anh rỗi vào ngày mai hay ngày kia? Mai thì không rỗi, có việc rồi. Thế còn ngày kia? Hay một ngày nào khác? Có lẽ ngày kia. Thế thì ngày kia ở chỗ cũ nhé. Được, lúc 6 giờ. Mà này, em đang ở đâu đấy? Ở phòng cấp cứu, chỉ có mình em thôi. Kaoru đang ở trên kia. Naoe im lặng. Chúc anh ngủ ngon nhé. Noriko buông máy xuống và hoan hỉ chạy như bay lên tầng 3. Utaro Gyoda, bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental, ngụ ở khu Meguro. Đi xe hơi đến bệnh viện hết chừng 15 phút. Hai vợ chồng ông Gyoda ở chung với hai người con đã lớn. Người con trai là Yuji và người con gái là Mikiko. Yuji, 21 tuổi. Cậu cương quyết chống lại ý đồ của bố mẹ muốn nuôi dạy cho cậu trở thành bác sĩ. Nhất định vào học khoa kinh tế ở trường đại học T. Mikiko hơn em trai 2 tuổi. Năm ngoái cô vừa tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ sinh. Cô không đi làm, ở nhà giúp mẹ trong công việc nội trợ và giúp bố ở bệnh viện. Thưa các bạn, một toán du đãng tự xưng là có quen biết với bệnh nhân đến căn dặn bác sĩ Naoe về hành động lạ lùng của ông. Đáp lại thái độ thiếu thiện chí của họ, Naoe bình thản yêu cầu họ phải ứng trước một khoản tiền để điều trị cho bệnh nhân. Toán du đãng đã phải thực hiện yêu cầu ấy một cách khá ngoan ngoãn và nhanh chóng. Về phần bệnh nhân, mệt lả vì gào thét, đập phá vô ích trong nhà vệ sinh nên hắn không còn đâu sức lực để phản kháng. Vì vậy, cuộc phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng và chính xác. Dưới bàn tay tài hoa của bác sĩ Naoe, những mảnh thủy tinh bé li ti được gắp ra, vết thương được khâu lại. Nhưng theo chẩn đoán của Naoe thì cũng phải mất đến 2 tuần vết thương mới lành lại. Sau ca cấp cứu, bệnh viện trở lại im ắng trong bầu không gian đêm. Naoe chuộc lỗi với hai cô y tá bằng cách mời các cô món sushi. Kaoru hồn nhiên không tiếc lời ca ngợi tài năng của Naoe. Trong khi đó, Noriko ở trong trạng thái hồi hộp, hạnh phúc, chờ đợi cuộc hẹn hò với Naoe. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Không còn mong hướng thằng con trai vào con đường y học nữa, hai vợ chồng quyết tâm bù lại sự tổn thất này bằng cách thu xếp cuộc hôn nhân của đứa con gái. Mikiko nhất định phải lấy một anh chồng là bác sĩ. Thằng ấy tốt thật, nó đến là dễ bảo, lại ngoan ngoãn. Ấy, hình như cũng chính vì thế mà con Mikiko không thích nó. Bà Ritsuko thở dài. Tôi chả hiểu ra làm sao nữa. Hay là có một anh chàng nào khác mới lọt vào mắt xanh của nó? Chỉ vớ vẩn, không thể như thế được. Trường thì toàn nữ sinh. Khi đi làm thì không đi đâu cả, suốt ngày ở nhà giúp mẹ. Có dịp nào làm quen với đàn ông đâu. Cái lớp trẻ bây giờ ấy thật không sao hiểu được. Uống nốt tách cà phê, Yutaro đứng dậy. Cũng đã 23 rồi chứ còn dại dột gì nữa đâu, mà chẳng thèm toan tính gì. Nhắc đến là nó chỉ cười, nói là bạn học cùng lớp còn đến một nửa chưa đi lấy chồng đâu. Lúc nào rỗi, mình thử hỏi xem nó thích hạng thanh niên như thế nào. Yutaro nói lúng búng. Bố nó hỏi thì hơn đấy. Bà sao thế? Điên rồi chắc. Tôi là bố, là đàn ông, hỏi sao tiện chứ? Mikiko là cái chỗ yếu quan trọng nhất của Yutaro. Ông quý đứa con gái duy nhất đến mức không còn biết phải trái là gì nữa. Từ hồi Mikiko còn là bé tí, ông đã chiều chuộng nó từng ly từng tí.
và bây giờ lớn lên, không có một lời răn dạy nào của bố còn có thể có tác dụng đối với nó nữa. Thôi chết, muộn quá rồi kìa. Bà Ritsuko vừa mở miệng toan gọi cô con gái, thì cô ta đã từ trên cầu thang bước xuống. Mikiko rất xinh, đôi mắt to, cái mũi thon nhỏ, trông hơi lạnh lùng, nhưng vẫn là một giai nhân giống hệt bà Ritsuko hồi trẻ. Thằng Yuji vẫn còn ngủ cơ chứ? Thôi kệ nó, rồi nó khắc dậy thôi. Bà Ritsuko ngồi lên xe, ông Yutaro lên ngồi cạnh vợ ở ghế sau, Mikiko ngồi ghế trước, cô giúp việc Tomio đứng trên thềm vẫy vẫy, thượng lộ bình an. Xe phóng ra đường chu vi số 6, lúc bây giờ đã quá 10 giờ từ lâu, cho nên đường cũng rộng, chứ không đến nỗi nườm nượp những xe cộ như vào buổi sáng sớm. Đột nhiên, bà Ritsuko hỏi chồng, thế mình không nghe nói gì về Naoe và Shimura ư? Shimura? Shimura Noriko ấy à? Phải. Thế chuyện gì? Hình như giữa hai người có chuyện gì ấy. Khó tin lắm. Tôi nói thật đấy mà. Sao ạ? Chuyện gì thế hả mẹ? Mikiko nhấp nhổm trên ghế xe. Không liên quan gì đến mày cả. Bà mẹ mắng Mikiko rồi quay sang phía chồng nói tiếp. Cô Sekiguchi nói với tôi như vậy đấy. Sekiguchi? Gương mặt ông Yutaro như chua ra. Sekiguchi là y tá trưởng của bệnh viện Oriental. Năm nay bà 42 tuổi. Trước đây 3 năm bà ly dị chồng và ở một mình với đứa con trai hãy còn đi học. Sekiguchi làm y tá đã lâu nên khá nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng lại có một nhược điểm quan trọng. Bà ta rất thích ngồi lê đôi mách. Đối với vợ chồng Yoda, bà ta là một thứ quý nhân. Tsuruyo thường xuyên báo cáo cặn kẽ cho họ rõ tất cả những gì đang diễn ra ở bệnh viện, và không có một việc gì có thể lọt ra ngoài con mắt cảnh giác của bà. Xong, lượng thông tin được chuyển đến bác sĩ trưởng thì ít, mà đến tai bà vợ ông ta thì nhiều hơn. Cho nên Yutaro vốn đã mấy lần lâm vào thế khó xử chỉ vì những lời mách lẻo của bà y tá trưởng không lấy gì làm ưa chuộng. Nghe nói hai người thường hay gặp nhau ở khu Shibuya. Thế hả? Đúng với tính cách của giới nam nhi, Yutaro có một thái độ khá thờ ơ với những tin tức như vậy. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người không lấy gì làm trong sạch cho lắm đâu. Thế sao? Đã có người chứng kiến hẳn hoi ư? Yutaro điềm nhiên hỏi. Là vì Shimura thường lại nhà ông ta đấy. Nhà Naoe ở khu Ikejiri, cách bệnh viện không xa. Thế thì đã sao? Như thế tuyệt nhiên không có nghĩa là họ ngủ với nhau. Bà Ritsuko phì cười. Naoe sống độc thân mà. Chính con cũng nghe nói như vậy đấy. Mikiko góp chuyện từ ghế xe phía trước. Shimura hầu như bao giờ cũng ở lại bệnh viện đúng vào phiên trực của Naoe. Ấy đấy, Sekiguchi cũng nói thế đấy. Kể cũng lạ, lần này bà Ritsuko và cô Mikiko lại tập hợp thành một chiến tuyến duy nhất. Thôi được, cứ cho là như thế đi. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình đâu. Phải, nhưng mà... Thậm chí bà Ritsuko còn nghẹt thở vì công phẫn. Mình ạ, mình nên hiểu rằng ta mời được Naoe về là rất may. Tuy đây là chuyện quá khứ, nhưng dù sao, Naoe đã từng giảng dạy ở trường đại học. Anh ta là phó giáo sư, thế mà bây giờ lại về làm việc với ta. Nhưng vấn đề có phải là Naoe đâu. Cơ sự trước sau toàn do cái con Shimura đặt bày ra cả đấy. Ô hô, Utaro cười đầy ý chế giễu. Bà ghen rồi hay sao đấy? Này, ông nói bậy bạ cái gì thế? Thật vớ vẩn. Bà Ritsuko ném về phía chồng một cái nguýt chết người. Miễn là Naoe làm việc hết mình, còn những chuyện khác thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói đoạn, Yutaro khoát tay một cái. Khốn nỗi là trong công việc của ông ta cũng có phải cái gì cũng ổn đâu. Naoe ấy à?
Phải. Thế ông có nhớ cái ông già Ishikura không? Ishikura? Nằm ở phòng hạng nhì, ở tầng tư ấy. Cái ông già bị ung thư dạ dày ấy mà. Yoshizo Ishikura. Cuối cùng thì Yutaro sực nhớ ra. Ấy đấy. Naoe cứ cho ông ta dùng ma túy suốt đấy. Chắc là để cho ông cụ đỡ đau thôi. Ai mà biết được chứ. Cũng có thể còn vì một lý do khác nữa đấy. Lại còn lý do nào nữa? Yutaro băn khoăn dương cao đôi mày. Đây dĩ nhiên là tiếng đồn đại. Nhưng... Bà Ritsuko ghé tai chồng nói khẽ. Họ nói là ông ta tiêm ma túy cho cụ Ishikura để ông cụ chết cho nhanh đấy. Bà nói cái gì thế? Yutaro đột nhiên nổi khùng lên. Nói bậy như thế đủ rồi đấy nha. Nghe thế nào, tôi chỉ nói lại như thế cho ông biết thôi mà. Chuyện vừa rồi cũng do Sekiguchi mách lẻo với bà chứ gì. Cô ấy chỉ nói là hình như thế. Bà Ritsuko thấy chồng đột nhiên nổi giận thì hơi hoảng. Tại sao cô ta lại dám nói năng như vậy chứ? Chỉ là một cô y tá quèn mà. Mà cả bà nữa cũng hay lắm đấy. Người ta nói gì cũng tin. Thật là đến khổ với bà thôi. Trong khi Yoda gắt vợ như vậy thì xe đã vào cổng bệnh viện. Yutaro, Ritsuko và Mikiko đi lên phòng văn thư. Viên quản lý và các cô làm việc trong phòng đều đứng dậy chào vợ chồng chủ nhân. Hôm nay trời tuyệt đẹp. Dường như đã quên hẳn câu chuyện vừa xảy ra trên xe hơi, bà Ritsuko bằng một động tác thoải mái cởi bỏ tấm khăn choàng, nhìn ra cái cửa sổ hướng vào sân trong của bệnh viện. Trên một khoảnh đất nhỏ đóng khung giữa mấy bức tường đá, khóm cây dâm bụt nở hoa đỏ chói. Bác sĩ Naoe vừa ghé tôi. Viên quản lý kính cẩn báo cáo. Yutaro nhìn ông ta có ý dò hỏi. Bác sĩ bảo là muốn gặp ngài nói chuyện về một vấn đề gì đó ạ. Anh nói hộ với ông ấy đến gặp tôi ngay bây giờ nhé. Vâng ạ. Viên quản lý nhấc máy điện thoại. Bác sĩ trưởng ngồi xuống đi văng với lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc bày trên bàn. Chào ngài. Tsuryo Sekiguchi bước nhanh vào phòng. Không biết là bà ta biết trước rằng bác sĩ trưởng hôm nay sẽ đến bệnh viện, hay là chỉ vì bà ta đã canh đúng giờ. Tất cả các nữ y tá trong bệnh viện, kể cả các cô tập sự, đều đội mũ vải trắng. Và chỉ riêng chiếc mũ vải của Sekiguchi có điểm hai cái sọc đen. Trong toilet ư? Bà Ritsuko kinh ngạc thốt lên. Phải. Trong toilet của phụ nữ, ở phòng cấp cứu ấy. Thế ai trực? Bác sĩ Naoe. À, ra thế. Bà Ritsuko cắn môi, cố giữ lại những lời cạnh khóe đang trực tuột ra. Thế bệnh nhân bây giờ ở đâu? Hắn nằm ở phòng bệnh hạng 3 trên tầng 3 ấy. Hắn đang ngủ say như chết. Hắn nằm đấy mà không có bạn bè gì chứ. Hắn nằm một mình. Phải dặn mọi người đừng cho bọn họ vào thăm hắn nhé. Dạ, tôi đã dặn ở phòng tiếp nhận rồi. Thế phẫu thuật tiến hành ra sao? Mặt bị đứt rất là nặng, nhưng kết quả hoàn toàn khả quan. Rồi bà y tá trưởng thuật lại những chi tiết mà bà vừa nghe Noriko và Kaoru báo cáo sáng nay, cứ như thể là chính mắt bà trông thấy. À, thế thì tốt rồi. Thế nhưng dù sao tôi cũng không hiểu nổi. Tsuryo chêm thêm. Làm sao mà người ta lại có thể đem nhốt một bệnh nhân đang ra máu nhiều như vậy vào trong toilet, dù cho là người ta có say chăng nữa. Thế nhà toilet đã dọn dẹp lại chưa? Rồi ạ, đã rửa sạch máu. Nhưng điều phiền hà nhất không phải ở đấy. Hôm qua bạn bè hắn đã đến đây. Bọn họ đã rất công phẫn khi thấy bạn của mình bị nhốt vào nhà xí. Rồi sao nữa? Bác sĩ Naoe đã nhanh chóng làm cho họ biết điều hơn. Bác sĩ trưởng vốn không ưa những chuyện rầy rà. Ông muốn được sống yên thân, không dính dáng vào những chuyện lôi thôi. Và chỉ lo lắng có một điều là lợi ích của bản thân.
Thế bọn họ chịu lép ư? Vâng. Nhưng sáng hôm nay, có ai gọi điện đến phòng tiếp nhận? Một cú điện thoại khá là lạ lùng. Thế hả? Họ nói gì? Giọng Yutaro có chiều lo lắng. Bà y tá trưởng đưa mắt rất nhanh nhìn sang hai bên, rồi hạ giọng, nói thì thầm. Người gọi đến nói như thế này. Ở bệnh viện của các ngài, có những bác sĩ trực đêm mà lại say rượu đấy. Sao? Say rượu à? Vâng. Nghe nói đâu như bác sĩ Naoe trong khi trực đêm đã uống ít nhiều. Sau khi im lặng một lát để gây hiệu quả tâm lý, Suryo nói tiếp. Tôi đã đến chung cư gặp các cô nữ y tá. Khi Shimura và Uno đã giao ban xong và đã hỏi họ rất cặn kẽ. Shimura tuyên bố ngay rằng cô ta không biết gì hết. Nhưng Kaoru Uno thì lại thừa nhận rằng có, hình như là có uống chút ít. Tòa nhà chung cư nằm ở phía sau bệnh viện, trong một hẻm chật chội. Ngoài các cô y tá ra, còn có các cô thư ký và các anh lái xe ở đấy nữa. Tôi thấy hình như Shimura bao che cho Naoe. Bà y tá trưởng ném về phía Yutaro một cái nhìn chứa đầy ý nghĩa. Thế người gọi điện thoại không nói gì thêm nữa hả? Yutaro vốn biết rất rõ rằng các bác sĩ hay tự cho phép mình uống rượu trong khi đang trực đêm. Nhưng việc ấy xét tự bản thân nó không làm cho ông lo lắng bằng những hậu quả có thể xảy ra. Không ạ, người đó cắt máy ngay. Tôi nghĩ rằng bọn họ chỉ muốn cảnh cáo nhẹ thôi. Lần đầu họ tự giới hạn ở đấy. Sao? Sẽ lại còn một lần thứ hai nữa sao? Bác sĩ trưởng hoảng hốt. Không ạ, ít nhất là cho đến nay thì chưa. Lần này những thông báo của bà y tá trưởng không dựa vào những tin đồn mà căn cứ vào những sự kiện xác thực hẳn hoi. Nhưng Suryo rõ ràng là có khuynh hướng phóng đại tầm quan trọng của những việc đã xảy ra. Dĩ nhiên là họ chẳng lấy gì làm hài lòng khi thấy bạn mình bị nhốt vào toilet như vậy. Bác sĩ trưởng vẫn lặng thinh, hình như có ý khó chịu về cách nói của Suryo, cho nên bà ta bèn quay sang bà Ritsuko tranh thủ sự đồng tình. Dù sao thì làm như thế cũng là quá tàn nhẫn rồi. Bà Ritsuko gật đầu tán thành, và ngay phút ấy cánh cửa phòng văn thư mở ra không một tiếng động. Mọi người đều nhìn ra. Trên ngưỡng cửa, Naoe xuất hiện. À, bác sĩ. Mời bác sĩ vào. Bác sĩ ngồi đây. Viên quản lý nhanh nhẹn chào mời, tay chỉ cái đi văng bác sĩ trưởng đang ngồi. Chào bác sĩ. Yutaro và Ritsuko cùng chào Naoe. Naoe im lặng gật đầu và đi ngay vào phòng. Vậy là hôm nay bác sĩ trưởng sẽ không tiếp bệnh nhân à? Bà y tá trưởng vội vã đổi đề tài. Bác sĩ trưởng đang mải nghĩ ngợi, không trả lời ngay. Có bệnh nhân nào được giới thiệu riêng không? Không ạ. Cho đến nay chưa thấy ai. Tôi sẽ có mặt ở bệnh viện cho đến trưa. Nếu có ai đến tìm tôi thì cho tôi biết nhé. Vâng ạ. Bà y tá trưởng cúm núm cúi chào, rồi len lén đi ra cửa. Tiếp theo, bà Ritsuko cũng lui sang phòng bên với cô con gái. Viên quản lý lại vùi đầu vào những giấy tờ sổ sách của ông ta. Đêm qua trực, chắc là hôm nay bác sĩ mệt lắm nhỉ? Xét về thực chất, đối với các bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ trưởng chẳng qua là ông chủ. Song đối với những người dưới quyền thì ông ta bao giờ cũng nói chuyện một cách lễ độ rất mực. Số những người thích làm việc trong một bệnh viện tư, nhất là những bác sĩ giỏi, chẳng lấy gì làm nhiều, huống chi Naoe lại từng có một cương vị vững vàng trong trường đại học, cho nên bác sĩ trưởng rất trọng nể ông ta, và khi nói năng với ông ta lại càng tỏ ra lễ độ hơn nữa. Naoe nhún vai, không ạ, không mệt lắm. Sau một đêm mất ngủ, Naoe trông hốc hác và xanh xao hơn thường lệ. Và chăng xưa nay, Naoe đã có sẵn nước da như vậy rồi. Đó có lẽ là màu da bình thường của ông thôi. Tôi nghe nói đêm qua có một tên say rượu nào đó được đưa tới đây, phải không ạ?
Vâng, mặt của hắn bị đứt nhiều chỗ. Và bác sĩ nhốt hắn vào nhà xí thật ư? Hắn phá phách dữ quá. Một ý rất hay. Yutaro cười phá lên. Rồi như thể nói qua, ông nhận xét. Sau này, nếu hắn biết, chắc là hắn sẽ không lấy gì làm hài lòng đâu. Mà đồng bọn của hắn cũng vậy. Chắc là thế. Naoe cười. Thưa các bạn, bác sĩ Yutaro Gilda là giám đốc, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng của bệnh viện tư Orienten. Vợ ông là Risuko, một phụ nữ 48 tuổi, xinh đẹp sắc sảo và quyến rũ. Họ có hai người con đang ở tuổi trưởng thành. Cậu con trai Yuri, 21 tuổi, nhất quyết theo học ngành kinh tế, chứ không chịu trở thành bác sĩ kế nghiệp cha. Cô con gái đầu lòng Mikiko, 23 tuổi, đã tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ sinh, hiện là thư ký riêng cho bố. Mikiko cũng là một cô gái bướng bỉnh và cá tính, không chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân theo sắp đặt của bố mẹ. Bởi cô biết, bố mẹ cô cần một chàng rể là bác sĩ để giúp họ quản lý bệnh viện, còn Mikiko lại cần tình yêu. Công việc ở bệnh viện hết sức bận rộn, nhưng ông Yutaro lại chẳng mấy ngó ngàng. Việc khám và điều trị, theo dõi bệnh nhân hầu như ông phó thác hết cho bác sĩ Naoe quyền quyết định. Điều này có thể gây phản ứng ít nhiều ở một số người, nhưng không ai là không thừa nhận năng lực của bác sĩ Naoe. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Có mổ cũng không cắt đi được chứ? Dĩ nhiên rồi. Thế nếu cắt u chính đi thì sao? May ra có đỡ đi chút ít trong một thời gian ngắn chăng? Không được, chỉ nặng thêm mà thôi. Các tế bào ung thư sau mổ thường bắt đầu phân ra rất nhanh, và lại bản thân phẫu thuật sẽ làm cho cơ thể yếu đi, làm cho người bệnh chóng chết hơn. Cố kéo dài cuộc sống cho ông cụ là điều vô nghĩa lý. Yutaro gật đầu. Những tri thức của ông trong lĩnh vực phẫu thuật dù sao cũng đủ để ông có thể đánh giá tình hình. Thế mà bác sĩ vẫn định mổ hay sao? Ông nhìn Naoe không hiểu. Tôi có nói là tôi định mổ đâu chứ? Thế ra bác sĩ đã từ chối yêu cầu của ông cụ ư? Không, tôi cũng không từ chối. Bác sĩ trưởng đặt chén trà đã uống hết xuống bàn. Một khi bệnh nhân đã yêu cầu thì ta không có quyền từ chối. Nhưng sau một phẫu thuật lớn như vậy, bệnh nhân sẽ không kéo được đến 2 tháng đâu. Hơn nữa, lập tức sẽ rõ là cuộc phẫu thuật chỉ làm cho bệnh nhân nặng thêm. Điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta. Bác sĩ trưởng gật đầu. Còn nếu bệnh nhân đã khẩn khoản như vậy mà ta vẫn từ chối, thì ông ta có thể sinh nghi ngờ và lo sợ một cách có hại cho bản thân. Thế thì biết làm thế nào đây? Ta sẽ giải thích cho ông cụ hiểu là ta không thấy cần mổ. Trong bệnh viện của trường đại học, khi họ phát hiện là cụ Ishikura bị ung thư, họ nói với ông cụ rằng đó chẳng qua là bệnh loét dạ dày, nhưng nên mổ thì hơn. Rồi sau đó, khi đã thấy rõ là di căn phát triển quá xa, họ lại lập tức đổi giọng, nói với ông cụ là mọi sự đều tốt lắm rồi, thậm chí cũng chẳng cần phải mổ nữa. Thành thử bây giờ, ông cụ không còn hiểu ra làm sao nữa. Vậy thì còn có đường nào thoát không? Phải che giấu sự thật khủng khiếp, để mặc cho bệnh nhân chết một cái chết kéo dài như vậy, thật không dễ dàng chút nào. Trước đây, Yutaro cũng đã mấy lần có dịp thể nghiệm những nỗi dằn vặt khủng khiếp trong những tình huống tương tự. Nhưng những năm gần đây, người ta thường chữa ung thư bằng phẫu thuật, và bây giờ cái việc đọc kinh cầu hồn đã được giao lại cho các bác sĩ phẫu thuật rồi. Thế ý kiến người nhà ra sao? Họ nói là chúng ta nên làm đúng theo yêu cầu của ông cụ đi. Chà, một lời tuyên bố khá là vô trách nhiệm đấy. Bây giờ thì chẳng còn thiết gì nữa. Phải, tình thế thật gay go rồi. Bác sĩ trưởng tay chống cằm, suy nghĩ miên man.
Thì đấy, tôi đã nghĩ rất lâu về vấn đề này rồi, và đã đi đến kết luận rằng dù sao cứ mổ vẫn còn hơn. Yutaro hoảng hốt khua hai bàn tay. Thế nếu như ông cụ chết ngay thì sao? Thậm chí ông ta còn toát mồ hôi ra, lúc bây giờ các bệnh nhân đang nằm bệnh viện tha hồ mà hoảng sợ. Và nói chung, một kết quả như vậy khó lòng có thể củng cố uy tín cho bệnh viện. Có thể mổ được, nhưng là chỉ mổ cho có lệ thôi. Làm như vậy sẽ không chết khá nhanh đâu. Cụ thể bác sĩ đề nghị làm thế nào nào? Naoe dụi tắt điếu thuốc lá. Laparotomy. Rạch ra bụng à? Vâng, chỉ rạch từ đây đến đây thôi. Naoe đưa mấy ngón tay dài vạch trên chiếc áo blu trắng của mình một đường thẳng chạy suốt bụng. Thật ra là chỉ cần rạch lớp da bên ngoài là đủ, nhưng đã rạch thì rạch hẳn luôn. Tôi cũng muốn nhìn vào khoang bụng xem sao. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến thể trạng của bệnh nhân. Ngược lại, ông cụ sẽ tưởng rằng người ta đã tiến hành một phẫu thuật thực sự cho mình. Yutaro gật đầu và với tay lấy điếu thuốc lá nữa. Nhưng phẫu thuật như thế sẽ xong quá nhanh. Liệu rằng bệnh nhân có đoán ra được điều gì chăng? Ta sẽ gây mê chứ. Ta sẽ mổ ra, khâu lại, rồi để cho bệnh nhân ngủ trên bàn mổ suốt thời gian còn lại. Ông ta sẽ không hay biết gì. Ừ thôi, một khi bác sĩ đã thấy như vậy là hơn thì... Sau một phẫu thuật như vậy, không cần phải tiếp huyết thanh, nhưng ta vẫn cứ đặt bình tiếp. Thế sau đó, cho bệnh nhân ăn uống ra sao? Cũng như sau khi mổ cắt dạ dày thật sự ấy, khoảng 4-5 ngày ta bắt bệnh nhân kiêng thật ngặt, sau đó chuyển sang khẩu phần bình thường. Tôi nghĩ rằng sẽ không có khó gì mà thuyết phục cho bệnh nhân nghĩ rằng mọi sự đều tốt đẹp cả. Nhưng nếu mọi sự diễn ra một cách quá suôn sẻ, có thể là bệnh nhân sẽ nghi chăng? Yutaro chợt nảy ra nghi ngại. Không sao, chỉ có lớp da và lớp trên của khoang bụng có thể có cảm giác đau. Còn dạ dày và các cơ quan bên trong đều không có dây thần kinh thu nhận cảm giác. Nếu ông cụ cười hay cố nhấc người lên, thì cũng sẽ thấy đau không kém gì sau một phẫu thuật thật sự. Yutaro nhìn Naoe một cách thích thú rõ ràng. Vậy thì bao giờ bác sĩ định mổ cụ già ấy? Có lẽ là vào ngày kia, vào buổi chiều ạ. Vào ngày thứ sáu à? Vâng. Có thể bệnh nhân sẽ xin hỏi ý kiến bác sĩ trưởng. Cần làm sao cho cách giải thích của ngài và của tôi trùng hợp nhau? Chúng ta đã quyết định mổ cắt một phần dạ dày. Tôi cần gặp ngài vì việc ấy đấy. Rõ rồi, Yutaro gật đầu. Kế hoạch của Naoe dĩ nhiên là hay, nhưng bác sĩ trưởng chợt thấy hoang mang và khó chịu. Thôi, được. Naoe lúc ấy đang ngồi xếp chân chữ ngũ, bỏ chân xuống, rồi nhìn thẳng lại. À, nhân thể xin báo là tuần sau sẽ có Dijunko Hanado đến nằm viện ta. Hanado? Yutaro hỏi lại, một cái tên quen thuộc lắm, không biết là ông ta đã nghe ở đâu rồi. Thưa, một nữ ca sĩ ạ. À, phải rồi, dĩ nhiên, cô ấy sẽ nằm viện ta à? Hanado, một nữ ca sĩ minh tinh chuyên hát những bài thuộc loại nhạc nhẹ, vừa mới nổi lên vào mùa hè năm trước một cách đột ngột và nhanh chóng. Công chúng thực sự đang phát điên lên vì nàng. Junko có đôi mắt đẹp hình hạnh nhân và cái miệng căng mọng, môi dưới hơi chìa ra phía trước, thường rung lên một cách rất dễ thương khi hát. Ca sĩ Ka cũng đi vào thời thượng cùng một lúc với Junko, được hoan nghênh trong đám thanh niên mới lớn lên. Còn Junko thì chinh phục trái tim của giới đàn ông đứng tuổi. Năm nay nàng mới 21 tuổi. Thế tại sao cô ấy phải nằm viện chứ? Dạ, cô ấy muốn nạo thai. Ồ! Yutaro cười khẽ lên một tiếng. Ông ta rất thích Junko. Trong người thiếu nữ này có một thứ tì vết gì rất lạ,
một dấu hiệu mơ hồ của sự hư hỏng, trụy lạc, lại có sức cám dỗ rất mạnh đối với những người đàn ông đứng đắn bệ vệ. Thế thủ phạm là ai? Cái đó thì tôi không biết. Mà tại sao lại đúng vào viện ta? Có ai gửi gắm cô ta cho bác sĩ chăng? Vâng, có một người bạn học cũ của tôi hồi còn ở trường y. Anh ta quen thân với cô này. Ông bầu này có yêu cầu anh ta dàn xếp công chuyện, cần một bệnh viện tư thật tốt và dĩ nhiên là cần bí mật. Ra là thế đấy. Yutaro buông một tiếng thở dài và lại nhìn Naoe một cách thích thú. Thế bác sĩ đã khám cho cô ta chưa? Hôm qua. Thế à? Cô ấy đến đây à? Vâng. Đeo kính râm, ăn mặc rất kín đáo để không ai nhận ra cả. Hanazio có phải là tên thật của cô ta không? Không. Ngoài đời cô ta tên là Akiko Imaguem. Một cái tên khá tầm thường nhỉ. Cô ấy chỉ có thể ở đây có một ngày. Cô ấy yêu cầu xếp cô vào phòng bệnh nhân tốt nhất, căn phòng ở tầng 6 ấy. Căn phòng thượng hảo hạng đặc biệt ấy giá 15.000 yên một ngày, mà cũng chẳng phải là quá đắt khi cần giữ bí mật. Và chính bác sĩ sẽ làm chứ? Vâng, ông bầu của cô ta đã thân hành đến yêu cầu tôi. Kể cũng có phần đáng sợ đấy nhỉ. Trong cái giọng thông cảm vờ vịt của bác sĩ trưởng, có thể nghe thấy những âm sắc của một lòng ghen tị không giấu giếm. Trong thời gian cô ấy còn ở đây, bác sĩ cho tôi xem mặt qua một lần nhé. Xin tùy ý ạ. Hãy còn trẻ thế, cần gì? Chẳng qua cô không may. Không may ư? Trong giới của họ, người ta nhìn cái gì cũng đơn giản, nhưng lại không nên mất bình tĩnh. Thế mà, cô ta đã quá bồng bột, và bây giờ đã phải trả giá. Cô ấy đến đây vào thứ tư là tiện cho cô ấy hơn cả. Cô ấy yêu cầu làm sao cho mọi thứ đều sẵn sàng vào ngày ấy. Phải, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện này chúng ta biết riêng với nhau thôi nhé. Nhất định rồi. Naoe đứng dậy định cáo lui, nhưng Yutaro giơ tay cản lại. Bác sĩ làm ơn xem hộ đi. Sao cho cái thằng say rượu kia đừng sinh chuyện lôi thôi nữa. Xin bác sĩ trưởng cứ yên tâm đi. Naoe cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Mấy ngày hôm ấy quang đãng, ấm áp lạ thường đối với thời tiết của tháng 11. Đúng 5 giờ chiều, Noriko xuống xe buýt ở trạm Shibuya và thong thả tản bộ trên phố, lơ đãng đưa mắt nhìn vào các cửa hàng. Năm ấy, các kiểu váy dài đã trở thành thời thượng, nhưng các kiểu váy mini và maxi cũng còn ít gặp trên các đường phố. Những kiểu váy ấy không lấy gì làm thích hợp với phụ nữ Nhật Bản, vốn người thấp và to ngang, vải may váy tốn không ít mà công may cũng chẳng rẻ nào. Noriko mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh một chiếc bàn con. Lúc bấy giờ đã là 6:25, nhưng Naoe vẫn chưa đến. Noriko cũng biết như vậy là rất bình thường. Họ gặp gỡ hẹn hò đã từ lâu rồi, nhưng Naoe chưa có lần nào đến trước giờ hẹn. Hoặc là anh đến muộn, hoặc là, trong trường hợp may mắn nhất, anh đến đúng phóc giờ hẹn, không sai một phút. Noriko đã quen thế và không giận. Quán cà phê được gọi là Phoenix. Noriko bắt đầu hẹn hò với Naoe từ tháng 8, tức là một tháng sau khi anh đến làm việc ở bệnh viện này. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cũng diễn ra ở quán Phoenix. Ban đầu, Noriko thấy Naoe khô khan, khó gần. Một ông thầy thuốc lạnh lùng, không cảm xúc. Với các bệnh nhân cũng như nữ y tá, Naoe ít khi nói chuyện. Có chăng cũng chỉ nói về những điều cần thiết nhất. Thái độ lãnh đạm của anh nhiều khi gần như thô lỗ. Các cô nữ y tá thì xì xào.
Bác sĩ Naoe tự đặt mình quá cao rồi. Còn phải nói, người ta là giảng viên đại học kia mà. Bà y tá trưởng cho đến bây giờ vẫn nghĩ như thế. Noriko thì thoạt tiên không hề có chút thiện cảm nào với ông bác sĩ vừa mới đến. Nhưng ngay từ tuần đầu tiên, cô đã có dịp phụ mổ cho Naoe và cô đã phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tinh vi và chính xác của cách làm việc của anh. Cắt ruột thừa là một phẫu thuật tối đơn giản, chẳng có gì khó khăn đối với bất kỳ một bác sĩ phẫu thuật nào, huống hồ là đối với một phó giáo sư trong bệnh viện của trường đại học. Nhưng tài ba của Naoe không phải ở chỗ đường khâu nhỏ và gọn gàng, thậm chí cũng không phải ở chỗ toàn bộ cuộc phẫu thuật được hoàn thành đúng trong có vài phút. Mà ở đây không có một động tác nào thừa, không bao giờ con dao mổ ấn xuống một cách ngập ngừng, không bao giờ một động tác đã bắt đầu lại ngừng lại ở giữa chừng. Những ngón tay dài, nhỏ và thon của Naoe giống như những cơ chế cực kỳ chính xác, bao giờ cũng đặt đúng phóc vào nơi cần thiết. Noriko là một nữ y tá chuyên phụ mổ. Cô đã được chứng kiến không ít những phẫu thuật, nhưng chưa bao giờ cô được trông thấy một sự hoàn mỹ đến như vậy. Naoe ít khi mở miệng nói gì, nhưng khi đã nói thì chỉ đi vào cốt lõi của những điều cần thiết. Các bệnh nhân, kể cả những người không biết gì về cái quá khứ vẻ vang của anh ở trường đại học, cũng đều đánh giá được rất nhanh những phẩm chất ưu tú của người bác sĩ phẫu thuật mới. Phải, Naoe có một kỹ thuật thực sự tài hoa không ai sánh kịp, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ quặc với những người xung quanh. Hình như anh chân thành quan tâm đến các bệnh nhân, nhưng đồng thời dường như lại giữ một khoảng cách khá xa với họ. Sự lãnh đạm của anh làm cho Noriko lo lắng. Nó gây nên trong lòng cô một mối e ngại mơ hồ, hầu như không tự giác. Hai người đã trở thành gần gũi ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Từ quán cà phê, họ đưa nhau đến quán ăn, rồi về khách sạn. Nhìn từ bên ngoài, mọi sự có vẻ như thể Naoe lôi cuốn và quyến rũ Noriko. Nhưng thật ra, mặc dầu anh không ngờ, anh chỉ lăn theo những đường ray do Noriko đặt sẵn. Noriko không còn là một cô gái ngây thơ thiếu kinh nghiệm. 3 năm trước đây, khi cô mới tốt nghiệp trường y tá, Noriko có quen với một thanh niên hơn cô 5 tuổi. Anh ta làm việc trong một hãng buôn, và hai người gặp nhau hoàn toàn do tình cờ. Noriko gặp anh ta vào một hôm anh ta đến khám bệnh. Và vào một ngày đẹp trời, anh ta dùng sức chiếm đoạt Noriko một cách thô bạo. Cuộc gian díu của họ kéo dài được nửa năm, rồi sau đó anh ta được đổi đi Sendai, và những quan hệ giữa hai người bị đứt đoạn. Nói chung ngay từ đầu, có thể thấy rõ ràng đối với anh ta, đây chẳng qua là một trò giải trí. Và Noriko thề với bản thân là từ nay đến chết sẽ không bao giờ gian díu gì với đàn ông nữa. Thế nhưng, bây giờ cô không sao tưởng tượng được là mình có thể thiếu Naoe được. Ngay cả sự đợi chờ khắc khoải những khi Naoe trễ hẹn, mà đối với Naoe thì đó là chuyện thường xuyên, và cô cũng vui lòng chịu đựng. Noriko nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 35. Quán cà phê dọn ở tầng hầm, nên nhìn qua cửa sổ cô chỉ thấy những đôi chân bước trên vỉa hè, những đôi ủng cao, thỉnh thoảng lại thấy lướt qua một cái gấu váy dài nữa. Đôi khi có một đôi chân tự dưng đứng lại, rồi sau đó quay chiều, vội vã đi ngược trở lại. Naoe xuất hiện ít phút sau khi có một chiếc váy dài kèm theo 3 đôi giày đàn ông lướt qua cửa sổ. Vẫn như những lần trước, anh không hề nghĩ đến chuyện giải thích lý do chậm trễ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn và phanh cái áo choàng ra. Anh vừa gặp bà y tá trưởng. Naoe thông báo. Đi một mình à? Không, đi với Kaoru Uno. Ở đâu? Đằng kia kìa. Ở ngã tư ấy. Họ không đến đây chứ?
Noriko lo sợ. Không đến đâu. Họ chuyển sang bên kia đường rồi. Naoe hất hàm về một phía nào đấy bên cửa sổ. Em thấy là hình như cô ta hơi nghi mình đấy. Naoe gọi người hầu bàn lấy cà phê. Đấy, như hôm qua ấy. Em vừa đi trực về thì có tiếng gõ cửa của Sekiguchi. Bà ấy đến hỏi xem đêm qua có chuyện gì không. Naoe lặng lẽ lấy thuốc lá ra châm hút. Nhân thể bà ta cũng hỏi có phải anh uống rượu trong phiên trực không. Thế em trả lời ra sao? Em nói là em không biết rõ lắm, nhưng theo em thì không. Naoe thở khói ra, môi chỉ nhích lên một chút trong nụ cười khó nhận thấy. Sau đó bà ấy lại hỏi Kaoru, và hình như là cô ta mắc bẫy bà ta nên đã phun ra hết. Thế đấy, Naoe cười ngạo nghễ. Chẳng có gì để mà cười hết. Bà y tá trưởng đã mách với bà vợ bác sĩ trưởng rồi đấy. Noriko giận dữ cau mày, nhưng trong giọng nói của cô chứa chan một âm hưởng âu yếm. Và bà ta còn mách cả chuyện anh với em nữa. Noriko nhấn mạnh ba tiếng anh với em một cách đầy ý nghĩa. Chà, Noriko bối rối. Thế bà ta mách những gì nào? Naoe hỏi. Một cô hầu bàn đến đặt một tách cà phê trước mặt anh. Đã từ lâu rồi em nghĩ không biết có nên dọn ra khỏi cái chung cư này hay không? Noriko cúi đầu nói rất khẽ. Dĩ nhiên ở đây tiện mà rẻ, nhưng quá nhiều những kẻ ác miệng. Em không chịu nổi nữa đâu. Thưa các bạn, một trong những bệnh nhân đang điều trị bệnh ở bệnh viện Oriental là cụ Ishikura. Cụ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Những cơn đau thường xuyên hành hạ cụ, và cụ có nguyện vọng tha thiết nhờ bác sĩ Naoe phẫu thuật để cắt bỏ khối u cho cụ. Bác sĩ Naoe đã phải suy nghĩ rất nhiều về nguyện vọng ấy. Cụ Ishikura rất yếu. Phẫu thuật chỉ làm cho sức khỏe của cụ suy giảm hơn và quỹ thời gian còn lại của cụ bị rút ngắn hơn. Nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật, sẽ không tháo gỡ được nỗi lo âu phiền muộn đang đè nặng mọi suy tư của cụ. Bác sĩ Naoe đã chủ động đưa ra một quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng chỉ là sạch da bụng rồi lại khâu lại như cũ. Vết mổ này không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người bệnh. Quy trình điều trị trước và sau mổ tiến hành như bình thường, như vậy cụ Ishikura sẽ không nghi ngờ điều gì cả. Những băn khoăn về sức khỏe của cụ cũng được tháo gỡ. Kế hoạch này được bác sĩ trưởng Yutaro hoàn toàn đồng ý. Bác sĩ Naoe cũng nói với bác sĩ trưởng về trường hợp cô ca sĩ mới nổi danh Desiunko sẽ tới bệnh viện để phá thai. Thông báo này của Naoe khiến ông Yutaro không khỏi tò mò. Nhưng mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa bác sĩ và y tá trong bệnh viện Oriental dần dần tỏa ra nhiều hướng khác nhau, mà giao điểm của những mối quan hệ này là bác sĩ Naoe. Anh thực chất là con người như thế nào? Có thể nhà văn sẽ hé mở cho chúng ta biết dần về điều này qua từng trang tiểu thuyết. Cũng có thể đến tận trang cuối cùng chúng ta mới rõ thực hư. Chà, thì để sau cũng được mà. Naoe lại kéo Noriko vào lòng. Chiếc áo dài tuột ngay xuống sàn nhà. Naoe bế Noriko lên tay, đưa nàng về phía giường. Thường ngày vốn khó khăn và dè dặt, hôm nay Naoe tìm đến thân thể Noriko với một dục vọng cuồng nhiệt bất ngờ. Lòng Noriko tràn ngập một nỗi hổ thẹn pha lẫn với một niềm khoái lạc vô bờ. Anh tắt đèn đi, cô van xin. Người cô co rúm lại vì ngượng ngùng. Mặc dù cô biết rõ hơn ai hết rằng van xin tuyệt nhiên không có nghĩa là sẽ được chiều theo. Noriko ra đời ở Niigata, học hết trung học ở đấy, rồi sau đó mới lên Tokyo. Và da cô trắng như vẫn thường thấy ở những người sinh trưởng tại vùng tuyết. Tuy trông bề ngoài có vẻ bé nhỏ mảnh khảnh, Noriko khi cởi quần áo ra tuyệt nhiên chẳng gầy gò chút nào.
người cô đầy đặn một cách bất ngờ. Naoe nhìn không rời mắt làn da trắng của cô đang ửng hồng lên dần dần, đến mức gần như ngả sang màu biếc. Và Noriko cảm thấy cái nhìn của anh đặt lên người mình, tưởng như có thể bốc cháy vì xấu hổ. Giá có thể vùng ra và bỏ chạy, nhưng thể xác của cô không sao phục tùng ý nghĩ đó được. Trong lúc ái ân, những cử chỉ âu yếm của Naoe có một cái gì đó vô tư và minh mẫn khác thường. Đôi khi Noriko bàng hoàng sợ hãi. Cô có cảm giác như đang bày ra giữa ánh sáng ban ngày. Nhưng lạ thay, điều đó chỉ nung đốt cô thêm, đem lại cho cô một khoái cảm kỳ lạ. Đôi mắt lạnh lùng của Naoe chăm chú sờ nắn thân thể cô. Cô nghĩ thầm, khác nào khi đang mổ chứ? Nhưng rồi dần dần, cô cũng quen với những cái kỳ quặc của Naoe. Và chỉ về sau, khi còn lại có một mình, nhớ lại cái nhìn tỉnh táo và chăm chú của anh, cô mới đỏ mặt lên vì hổ thẹn. Noriko thức dậy muộn. Cô tỉnh dậy vì cánh tay trong khi ngủ đặt ở một tư thế không thuận, bị tê. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Naoe đang nằm quay lưng về phía cô và đọc báo. Noriko choàng dậy, vơ những áo sống vứt bừa giữa sàn nhà rồi chạy ngay vào buồng tắm. Trong thân thể cô vẫn còn vương lại cái cảm giác mất trọng lượng ngọt ngào, như thể là cô đang bước đi trên mây. Noriko nhìn bóng mình ở trong gương. Đôi mắt cô thường không biểu hiện một cái gì rõ rệt, thì bây giờ đang ném ra những tia sáng long lanh. Khi Noriko ra khỏi buồng tắm, Naoe vẫn nằm ở tư thế cũ, đọc một cuốn sách tiếng Âu Châu. Pha trà anh nhé, Noriko gợi ý. Naoe gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách. Noriko đổ nước nguội trong bình trà ra, rót nước sôi vào. Naoe miễn cưỡng đứng dậy, khoác chiếc áo pyjama màu xanh đậm. Tự dưng muốn ăn cái gì đó. Thế em đi nấu nhé, Noriko cuống quýt. Nấu làm gì mất công, Naoe nhăn mặt. Bảo họ mang sushi đến thì hơn. Noriko ra phòng ngoài gọi điện nhà hàng, rồi quay vào thì thấy Naoe đang ngồi vùi đầu vào đọc sách. Xưa nay anh ta vẫn như vậy. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, biến thành một con người hoàn toàn khác. Noriko hơi ức. Biết làm thế nào để lay chuyển Naoe đây? Cô nghĩ rất lung để tìm ra một đề tài có thể hấp dẫn Naoe. Em nghe nói là cụ Ishikura sắp được mổ có phải không? Ừ. Cô Bashi nổi khùng lên khi nghe nói như vậy đấy. Lúc bấy giờ, Naoe mới rời bỏ cuốn sách. Nhận thấy là anh đang phản ứng, tuy là một cách yếu ớt như vậy, Noriko vững tâm hơn. Bác sĩ nội khoa Kawabara cũng nói là việc này không thể nào hiểu được đâu. Sao vậy? Vì phẫu thuật chỉ làm cho cái chết tiến gần lại thôi. Naoe vẻ chán trường, đút một điếu thuốc vào miệng. Noriko vội quẹt diêm. Thế anh mổ ông cụ để làm gì? Naoe bỏ câu hỏi ngoài tai, lại cúi đầu vào cuốn sách. Nếu như anh đã không muốn trả lời thì không có cái gì có thể làm cho anh thốt ra được một tiếng. Biết rõ điều đó, Noriko đành rút lui. Cô thở dài đứng dậy. Noriko vốn quen sạch sẽ, không chịu nổi lộn xộn dù nhỏ đến đâu, cho nên mỗi lần đến Naoe, cô đều lập tức bắt tay vào dọn dẹp ngay. Cứ 3 ngày một lần, bà già giữa cổng lại đến dọn dẹp căn nhà độc thân của Naoe. Naoe thường về khuya, cho nên trong nhà cũng không đến nỗi bẩn. Nhưng khắp nhà, chỗ nào cũng có những cái ly uống rượu chưa rửa và những cái chén cặn cà phê đọng lại ở đáy. Noriko vơ hết các chén đĩa bẩn đi rửa, còn Naoe thì vẫn vùi đầu vào cuốn sách như trước.
anh ấy thì cứ ngồi mà đọc sách, còn mình thì tha hồ mà rửa chén đĩa. Noriko phẫn uất nghĩ thầm, tuy trong thâm tâm cũng chẳng có gì phản đối. Rửa xong, cô tráng lavabo và cầm chiếc máy hút bụi lên. Anh đứng lên một chút đi nhé. Naoi bực mình ngước mắt lên. Thôi đi, có bẩn gì lắm đâu. Anh thật là, bao nhiêu là bụi kia kìa. Rồi không thèm để ý đến những lời phản đối, Noriko cho máy hút bụi chạy ngay. Naoi đành miễn cưỡng đứng dậy, đi ra bao lơn. Qua khung cửa sổ mở rộng có thể nghe tiếng ồn ào của thành phố đang vọng lại. Noriko hút bụi thật kỹ dưới đi văng và chuyển sang gầm giường. Sau đó cô lau bàn và trải lại khăn trải giường. Cô cất tấm chăn lên, dẹp mấy cái gối ra chỗ khác, bắt đầu kéo lại tấm ra nhầu cho thật thẳng. Bỗng nhiên, mấy ngón tay cô sờ phải một cái gì đó cứng cứng. Một chiếc kẹp tóc. Một chiếc kẹp tóc. Rõ rồi. Noriko đặt nó lên lòng bàn tay. Nó màu đen hình chữ U. Noriko không bao giờ dùng kẹp này. Cô thích dùng châm hơn. Và không phải là màu đen, mà là màu xanh. Tay cầm chiếc cặp, cô bước ra bao lơn. Naoi đang đứng quay lưng lại hút thuốc. Cái này là của ai thế? Noriko hỏi và cố tự kiềm chế. Naoi ngoảnh mặt lại, thấy phòng đã dọn dẹp xong. Anh đóng cửa bao lơn và ngồi xuống cạnh bàn. Đã có một người đàn bà nào đấy đến đây, có phải không? Người ấy đánh mất cái này này. Đánh mất cái gì? À, đồ vặt đấy mà. Em rót trà đi thì hơn. Naoi nói giọng giàn hòa. Em tìm thấy ở trong giường đấy. Noriko ném ngay cái kẹp lên bàn. Naoi im lặng đưa mắt nhìn nó một cái, rồi hờ hững quay mặt đi. Ngày mai, anh làm ơn bỏ giặt các thứ chăn và áo gối cho tôi nhờ nhé. Cả người run lên vì giận. Noriko quay ngoắt vào bếp. Naoi ngồi yên, không một tiếng động. Khi Noriko cầm lấy ấm trà đi vào phòng, thì cái kẹp vẫn nằm ở chỗ cũ. Và Naoi ngồi vùi đầu vào cuốn sách. Buổi khám bệnh ở Bệnh viện Oriental bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Giữa trưa nghỉ chừng một tiếng để ăn cơm. Các nữ y tá đến làm việc vào khoảng gần 9 giờ. Đến giờ họ tập hợp lại một lát để nghe cô y tá trực đêm báo cáo và giao ban, nghe những chỉ thị của y tá trưởng về những công việc ngày hôm nay và nghe thông báo về các kế hoạch. Buổi họp ngắn này thường chỉ mất 10 đến 15 phút, sau đó các cô gái giải tán, mỗi người chạy một phía về nơi làm việc. Các bác sĩ thường đến vào khoảng 9 giờ rưỡi. Theo điều lệ chính thức thì họ phải có mặt lúc 9 giờ, nhưng hầu như không có ai đến vào giờ này, và lại các nữ y tá thường càu nhàu khó chịu khi có bác sĩ nào bắt đầu sai bảo này nọ trước buổi họp sáng. Dù sao thì các bác sĩ cũng phải có mặt chậm nhất là 10 giờ sáng, vì đúng 10 giờ bác sĩ trưởng sẽ đến. Naoi thường là người đến sau cùng, sau 9 giờ rưỡi, và nhiều khi là 10 giờ. Thường thường vào giờ này bác sĩ phẫu thuật thứ hai là Kobashi đã bắt đầu khám các bệnh nhân được một lát rồi. Cách đây 2 năm, Kobashi đã kết thúc thời gian thực tập và nhận một chỗ ở khoa phẫu thuật trong bệnh viện của trường đại học. Kobashi làm việc ở Bệnh viện Oriental mới được 2 tháng. Trường đại học phái anh về đây để thực tập thêm nửa năm. Số là phải sau một vài năm làm việc, khi đã thuần tay trong những phẫu thuật đơn giản nhất, thì một bác sĩ trẻ tuổi như vậy mới giúp ích được phần nào cho bệnh viện. Kobashi biết Naoi qua những bài viết trên các tạp chí khoa học và qua những lời nhận xét của các nhà y học. Naoi được coi là một bác sĩ phẫu thuật có tài, cho nên mọi người đều kinh ngạc khi ông đột nhiên bỏ trường đại học để chuyển sang ở một bệnh viện tư. Khi Kobashi được phái về Bệnh viện Oriental,
một người bạn ra trường trước anh vài năm đã nói với một giọng đầy ganh tị. Bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental là một gã lang băm, nhưng ở đấy lại có Naoe. Cái ông bác sĩ Naoe trước làm việc ở trường đại học ấy, cậu thật là may mắn cực kỳ. Cậu sẽ có thể học hỏi ông ta. So với thân phận của một anh bác sĩ phải rơi vào một bệnh viện thành phố vớ vẩn nào đấy, thì đây thật là một diễm phúc. Bản thân Kobashi cũng đúng như vậy. Anh ước mơ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong khi học hỏi Naoe trong nửa năm trời. Xong, mới chỉ về được ít lâu, anh đã thấy rõ là Naoe thật khó gần và lặng lẽ đến kỳ lạ. Có, không, ngoài hai tiếng đó ra, hầu như chẳng thấy ông ấy nói gì hơn. Khi Kobashi tìm cách hỏi một vấn đề gì thêm cho thật cặn kẽ, thì Naoe thường chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Quả tình, trong những cuộc phẫu thuật, Kobashi cũng học thêm được ít nhiều trong khi theo dõi những động tác của ông ta. Nhưng chung quy chỉ có thế. Naoe không có gì thiết tha trong việc hướng dẫn người bạn đồng nghiệp trẻ đi vào những hiểu biết và những kỹ thuật tinh vi không thấy nói đến trong các sách giáo khoa. Những lần chính Kobashi mổ thì Naoe chỉ im lặng quan sát anh làm. Ông không bao giờ khen hay của trách Kobashi. Chỉ khi nào anh ta làm sai, Naoe mới buông một tiếng cộc lốc, không phải thế. Kobashi thật không tài nào hiểu được. Phải chăng Naoe chỉ làm biếng không muốn mất công hướng dẫn anh ta? Hay là ngay từ đầu, ông đã không coi anh ta là một người học trò có triển vọng? Trong khi đó thì Kobashi thậm chí gần như thuộc lòng bản luận án của Naoe. Chỉ cần có ai nói, tôi không hiểu người ta tìm thấy cái gì đặc biệt trong bản luận án ấy. Có ai cần đến một công trình nghiên cứu cái màn ly phân của thận nhân tạo chứ? Là Kobashi lập tức nổ súng ngay. Phương pháp này đang được ứng dụng rộng rãi không chỉ ở Mỹ mà cả ở Cộng hòa Liên bang Đức và ở Pháp. Công trình của Naoe cực kỳ chính xác. Những chương trong luận án có đề cập những vấn đề phẫu thuật thì Kobashi đều có thể nhắm mắt mà đọc lầu lầu. Anh hết sức khâm phục những tri thức uyên bác cũng như cái nghệ thuật điêu luyện của Naoe. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì anh cũng không thể khoét được một đột phá khẩu trong bức tường cách biệt mà ông ta đã dựng lên chung quanh mình. Chỉ cần bước một bước thôi qua cái vạch ngăn cấm thì một cánh cửa vô hình đã lập tức đóng sập lại ngay trước mũi anh. Thật là một con người kỳ quặc, Kobashi băn khoăn tự nhủ. Dĩ nhiên là có thể tìm cách giải thích tất cả những điều đó bằng cái tính xấu bụng và khó tính của Naoe. Nhưng cách giải thích này không thể làm cho Kobashi hài lòng. Có lẽ sở dĩ như vậy chẳng qua là vì ông ta với mình học trong những trường đại học khác nhau chăng? Kobashi loay hoay trong những phỏng đoán tương tự. Nhưng rồi có một lần, một người quen của Naoe đến bệnh viện tìm ông mượn một số tài liệu gì đó. Trước kia hai người cùng học một lớp với nhau, thế mà Naoe vẫn tiếp người bạn đồng nghiệp với một thái độ không kém lạnh lùng. Người ấy nói, Naoe tiên sinh đã thay đổi rất nhiều, rồi vội vàng cáo từ ngay. Như vậy nghĩa là Naoe lạnh nhạt không phải riêng gì đối với Kobashi. Tại sao Naoe bỏ trường đại học đi nơi khác chứ? Điều đó Kobashi không thể nào hiểu được. Thế nhưng rõ ràng là nếu không giải được bài tính đố này thì không thể nào khám phá được những nguyên nhân bí ẩn của thái độ lạnh lùng khép kín của Naoe. Những nguyên nhân thật của thái độ ấy thì không ai biết được, dù là người bạn học kia hay là bác sĩ trưởng hay là người chị của ông cũng vậy. Có một cái gì đó không ổn ở đây, Kobashi nghĩ như vậy. Ở phía sau cái mặt nạ thường ngày với vẻ đẹp lạnh lùng của nó, hình như có che giấu một gương mặt hoàn toàn khác mà những người xung quanh không hề hay biết. Và có lẽ chính điều đó làm cho Kobashi suy nghĩ lao lung. Chính điều đó thu hút anh như một chất nam châm vậy. Dù sao chăng nữa thì mình được làm việc với một bác sĩ lỗi lạc như vậy cũng là một điều may mắn lớn lao rồi. Kobashi tự thuyết phục mình một cách nhiệt thành như vậy. Thế mà giờ đây, Naoe lại có ý định mổ cụ già
Ishikura. Đó là một người khâm phục Naoe đến như anh cũng không sao hiểu được. Quả tình trước đây cũng đã có lần những lời khuyên và những phương pháp điều trị của Naoe gieo những mối ngờ vực vào lòng Kobashi. Nhưng lần này thì... Hôm qua Kobashi nhân ghé vào trường đại học đã kể cho bạn mình nghe tất cả những chuyện này, và cuộc nói chuyện đã làm cho Kobashi tin rằng mình đã đúng. Vào ngày dự định mổ, Kobashi đến phòng điều hành sớm hơn thường lệ, mặc áo blue trắng, ngồi xuống đi văng, dở một tờ báo ra và chờ Naoe đến. Nhưng chưa được 5 phút thì cô nữ y tá Savano từ phòng cấp cứu đã chạy lên. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân đến ạ. Cái gì nữa thế? Kobashi rời mắt khỏi tờ báo. Cái cậu thiếu niên vừa được cắt bỏ chiếc móng tay hôm qua ấy. Thì sao? Chỉ cần thay băng thôi. Cô có thể tự làm lấy chứ? Vâng ạ, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai mà... Cô bảo cậu ấy đợi một chút đi. Tôi đang cần nói chuyện với bác sĩ Naoe đây. Cô ta làm ra một vẻ mặt bất mãn rồi đi ngay ra ngoài. Theo một tập quán đã hình thành từ trước, người khám các bệnh nhân mới đến bệnh viện lần đầu trước tiên là Naoe. Ông chẩn đoán bệnh và chỉ định cách điều trị xong mới chuyển lại cho Kobashi. Hai bác sĩ phẫu thuật ngồi đối diện với nhau ở hai bên bàn khám bệnh. Các bệnh nhân mới làm tốn khá nhiều thì giờ. Nhưng so với những người đến khám lần thứ hai hay lần thứ ba thì họ không đông bằng. Cũng có khi bệnh tình tiến triển thêm hay là cách điều trị tỏ ra vô hiệu. Lúc bấy giờ bệnh nhân lại được trả về cho Naoe. Ngoài ra, Naoe còn phải khám những bệnh nhân được ai đó gửi gắm riêng cho mình. Naoe giải quyết khá nhanh những trường hợp thuộc phần việc của ông. Xong việc, ông thường lấy tạp chí ra và vùi đầu vào một bài báo nào đấy. Kobashi thì bận bịu với bệnh nhân của mình, cố gắng làm ra vẻ mặt thản nhiên. Dĩ nhiên Kobashi so với Naoe thì thua kém hẳn về kinh nghiệm và kỹ năng, cho nên cách chia việc như vậy không làm cho anh bất mãn chút nào. Nhưng nói chung thì Naoe lẽ ra thỉnh thoảng có thể giúp Kobashi một lời khuyên, hoặc khi hết việc có thể làm hộ anh nữa. Nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra. Cả cái thái độ Naoe hình như muốn nói xin để cho tôi yên. Nhưng Kobashi uất ức chủ yếu không phải vì cái tính vị kỷ của ông ta, mà là vì cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông ấy thì nhiều hơn. Anh không thể nào quen được với cái vẻ ấy. Theo thường lệ, Naoe đến sau 9 rưỡi một chút. Chào bác sĩ. Kobashi cúi chào Naoe. Chào anh. Naoe đáp lễ, mặt vẫn quay về phía cái tủ chìm. Kobashi giả vờ tìm một cái gì đó trên giá sách. Anh lấy cuốn y học, rồi lật vài trang. Naoe lúc bấy giờ đã mặc áo blue, đang đi ra phía cửa. Thưa tiên sinh, tôi muốn hỏi tiên sinh một điều ạ. Vâng. Cũng như mọi khi, gương mặt Naoe xanh nhợt nhạt. Tôi muốn hỏi về bệnh nhân Ishikura. Tiên sinh vẫn quyết định mổ ông cụ ấy ư? Tôi đang chuẩn bị mổ đây. Tôi phản đối cuộc phẫu thuật này. Tại sao? Muộn rồi. Cắt bỏ một cái u đã có di căn, tức là chỉ làm cho bệnh nhân chết nhanh hơn mà thôi. Nhưng tôi lại không hề có ý định cắt bỏ u đâu. Tôi chỉ rạch ra rồi khâu lại, để cho bệnh nhân nghĩ rằng người ta đã cắt bỏ những phần bị tổn thương. Nhưng Kobashi đang nói bỗng im bặt, không sao nói tiếp được nữa. Trung thực mà nói, tối hôm qua anh cũng đã từng thoáng nghĩ đến một giải pháp tương tự rồi, nhưng lập tức anh đã gạt bỏ nó đi. Anh không thể nào tưởng tượng nổi rằng Naoe lại dám làm một việc như vậy. Có thể đây là một cách giải quyết vấn đề, nhưng nó lại quá ư tàn nhẫn. Vậy thì tiên sinh sẽ nói với bệnh nhân là đã cắt bỏ hết những gì cần cắt bỏ ư? Tôi sẽ nói là tôi đã cắt bỏ những gì có thể cắt bỏ. Nhưng ông cụ biết là có u rồi kia mà. Có một lần chính ông cụ cầm lấy tay tôi để lên bụng, đúng vào chỗ có thể sờ thấy thớ thịt sơ cứng lại. Naoe lặng thinh.
và ông cụ sẽ hiểu là chúng ta lừa dối. Ông cụ sẽ hiểu hay không hiểu, đoán trước như vậy phỏng có ích gì chứ? Cứ làm đi rồi sẽ biết. Không thể coi bệnh nhân như một kẻ hoàn toàn đần độn được. Nếu ông cụ hỏi cho kỳ được thật ra bệnh của mình là gì, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao đây? Có thể nói rằng ông ta bị một vết loét đang lan rộng. Naoe thong thả cài khuy áo blue. Kobashi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh. Dù sao cũng không thể giấu nổi một sự lừa dối đâu. Thưa các bạn, tình cảm mà Noriko dành cho Naoe đầy đam mê, khao khát, song cũng có chút bồng bột của tuổi trẻ. Noriko dâng hiến cho Naoe trọn vẹn với niềm hạnh phúc và tin tưởng, song chính cô cũng cảm thấy rằng với Naoe, nhiều khi cô chỉ như một người lạ qua đường. Thế giới nội tâm của Naoe không mở ra với cô, mặc dù cô đã rất kiên nhẫn. Ý nghĩ này nhiều khi làm Noriko chua chát. Phụ giúp việc khám bệnh cùng với bác sĩ Naoe ở bệnh viện Oriental là bác sĩ trẻ Kobashi. Anh được bệnh viện của trường đại học cử về bệnh viện Oriental thực tập thêm một thời gian để nâng cao tay nghề. Kobashi vốn rất khâm phục tài năng của Naoe, cho đây là cơ hội để anh có thể học hỏi được nhiều điều mà anh không thể tìm thấy trong sách vở. Tuy nhiên thái độ lạnh lùng khó hiểu của Naoe là một thách thức đối với Kobashi. Anh chất vấn Naoe bắt đầu từ cuộc phẫu thuật của Ishikura bởi anh không chấp nhận sự giả dối cũng như không thể hiểu được cách hành xử của bác sĩ Naoe. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng thì chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì là quá tệ đâu. Đột nhiên, trong đôi mắt trũng sâu của Naoe hiện ra một nỗi buồn da diết, tuyệt vọng. Kobashi chợt nghĩ, hay có lẽ là Naoe đã đúng chăng? Không, dù sao làm như vậy vẫn đê hèn quá. Đó chính là một sự phỉ báng đối với con người. Anh nói giọng rắn giỏi hơn, tôi không thể chấp nhận điều đó được. Kobashi san. Trong giọng nói khe khẽ của Naoe nghe như lanh lành những âm thanh của kim loại, không được ủy mị. Tôi không hề ủy mị, Kobashi nổi giận. Chẳng qua tôi muốn phục vụ con người một cách thật trung thực mà không cần đến sự dối trá. Thế anh là thầy thuốc hay là người nhà của bệnh nhân đấy? Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc. Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc đi. Naoe trùm lên Kobashi một cái nhìn có sức hủy diệt, rồi quay ngoắt đi và ra khỏi phòng điều hành. Cuộc phẫu thuật được bắt đầu lúc 2 giờ trưa như đã định. Trước đấy 1 giờ, cụ Ishikura đã uống một viên Rabonan và bây giờ gần như đã ngủ khi người ta đẩy xe cáng vào phòng mổ. Khi bắt đầu gây mê, ông cụ gần như líu lưỡi không nói được nữa. Xin bác sĩ, làm ơn, cố gắng, lão không muốn chết đâu. Kobashi im lặng bắt mạch. Nhịp mạch và độ căng đều bình thường cả. Xin bác sĩ. Ông cụ lại thều thào tiếp. Cẩn thận cho, đừng cắt nhiều quá nhé. Cụ cứ ngủ đi. Noriko cầm lấy tay Ishikura. Cụ sắp ngủ rồi đấy. Xin cụ đếm. 1, 2, 3. Đếm chậm chậm thôi. Được, được. Chỉ xin các vị đừng quên lời thỉnh cầu của tôi đấy. Cho thuốc mê được chưa? Noriko quay về phía Kobashi. Anh im lặng gật đầu. Mặt anh bịt kín, chỉ còn trông thấy đôi mắt. Nào, xin cụ đếm cho. 1, 1. Đếm tiếp. 1. Chất thuốc gây mê từ từ chảy vào đường tĩnh mạch xanh xanh cộm lên
dưới lớp da khô héo của cụ già. Dễ chịu quá rồi. Cụ Ishikura ngáp một cái và mấy giây sau thở đều đều. Khi Naoe rửa tay xong, đeo khẩu trang và bước đến bàn mổ, thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30 phút. Ngọn đèn không hắt bóng, chiếu sáng khoảng bụng trần của cụ Ishikura, lộ rõ giữa những tấm da trắng thành một hình thoi đều đặn. Naoe chăm chú nhìn lớp da nhăn nheo. Ở phần dưới của dạ dày có thể sờ thấy một khối cứng cứng. Nó không cộm lên, nhưng khi ấn xuống, ngón tay lập tức gặp phải sự kháng cự, như thể gặp phải một vật thể cứng. Xem xét trên bề mặt thì khó lòng xác định đúng những đường giới hạn của khối u, nhưng hoàn toàn chắc chắn là nó không nhỏ hơn một nửa lòng bàn tay. Dao mổ. Naoe ra lệnh vắn tắt, trong khi ước lượng chiều dài của đường rạch. Cụ Ishikura đã ngủ say. Vì mọi người đều biết rõ rằng phẫu thuật sẽ rất đơn giản, họ quyết định không mời bác sĩ chuyên gia về gây mê, mà giao cho Kobashi làm việc này. Người phụ mổ chính là Noriko. Bắt đầu được chưa? Kobashi im lặng gật đầu. Con dao mổ ấn vào phía dưới lồng ngực, rồi chạy xuống bụng. Đến gần rốn thì vẽ thành một hình bán nguyệt sắc nét chạy sang phải, rồi lại chạy thành một đường thẳng xuống phía dưới. Một đường mổ thông thường khi cần cắt bỏ một phần dạ dày. Mũi dao để lại ở phía sau một đường máu đỏ thẫm. Kẹp. Naoe kẹp hai bên mép của đường rạch nhanh chóng chặn đứng dòng máu từ vệt mổ. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy những động tác của ông có vẻ hơi chậm, nhưng mấy ngón tay đang nắm lấy các huyết mạch chuyển động không ngừng. Sau khi chấm dứt sự xuất huyết trong mấy phút, Naoe lại gọi dao mổ. Sau lớp da banh rộng ra, phía dưới các cơ thịt có thể nhìn thấy chất mô dài màu trắng trắng của khoang bụng. Noriko cầm móc khẽ kéo cho các tổ chức tách ra. Naoe dùng cặp nhíp nâng khoang bụng lên một cách khéo léo và khẽ chạm mũi dao vào. Một lỗ nhỏ hình thành. Panh. Naoe đưa cái panh vào chỗ thủng nhỏ xíu ấy và hãm mép bên phải lại. Ông kéo căng cho lỗ thủng căng sang bên trái. Bây giờ, Noriko dùng móc kéo các cơ thịt một đằng lên phía trên, một đằng xuống phía dưới. Cô không cần đợi mệnh lệnh của Naoe. Cô đã biết sẵn cần phải làm gì rồi. Hai đôi tay của họ cử động theo một tiết tấu đồng nhất. Trong vết rạch 30 phân được banh rộng, có thể thấy các nội tạng phơi trần của cụ già Ishikura. Trong khi đó, cụ không hề hay biết gì, vẫn ngủ rất say. Bằng cái nhìn của một người nghiên cứu, Naoe nhìn một lát những khúc ruột đang co bóp đều đều như nhịp sóng. Rồi bằng một động tác quả quyết, ông thò mấy ngón tay đi găng vào khoang bụng. Dạ dày, màng treo ruột, đại tràng, vách sau của khoang bụng. Những ngón tay tinh xảo của Naoe không ngừng sờ nắn thăm dò. Sau khi cắt một cái hạch bạch huyết nở to, ông bỏ nó sang một bên, rồi nhấc cái dạ dày lên, nhòm xuống phía dưới. Ông vạch các vòng ruột ra để lộ vách sau của khoang bụng và sờ vào cột sống lưng. Ông nhìn chăm chú đến nỗi có thể tưởng chừng ông đang cố ghi nhớ vĩnh viễn tất cả vào ký ức. Nhưng mắt ông là mắt của một nhà khoa học nhiều hơn là mắt của một thầy thuốc đang cố cứu sống bệnh nhân. Và thân xác của con người trước mắt ông chỉ là một đối tượng nghiên cứu đã quá quen thuộc. Khi Naoe cuối cùng đã ngẩng đầu lên và rút hai tay ra khỏi khoang bụng, thì tính từ lúc bắt đầu mổ đã trôi qua 40 phút. Lúc bấy giờ là 3 giờ 10 phút. Trong thời gian này, nếu không kể việc cắt bỏ hai cái hạch bạch huyết, họ không hề làm một cái gì có thể tạm gọi là một phẫu thuật thật sự cả. Rõ rồi, ta khâu lại. Đột nhiên, Noriko có một cảm giác kỳ dị. Lúc xem xét khoang bụng của một con người kỹ đến như vậy, chắc hẳn không phải mọi thứ đều rõ cả đâu. Song vẻ mặt của Naoe lại hoàn toàn thỏa mãn.
di căn rất nhiều, ông lẩm bẩm. Noriko đã quá quen với thuật ngữ này, cô hiểu rằng toàn bộ đều bị tổn hại. Vậy tức là không thể làm được gì nữa sao? Chừng 2 tháng là hết. Nặng đến thế ư? Phía dưới dạ dày di căn. Trong mắt Naoe sáng lên một sắc tín vững chắc. Chỉ lụa số 4. Cầm lấy cái kìm của Norika đưa, Naoe nhanh nhẹn kéo 2 mép khoang bụng lại và bắt đầu khâu. Khi ông khâu xong mũi cuối cùng, đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút. Thường thì một phẫu thuật cắt đoạn dạ dày phải kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, thì giờ còn thừa lại nhiều quá. Áp lực động mạch, bình thường. Cô bác sĩ liếc nhìn áp kế rồi nói. Đúng cả, đúng phải như thế. Lượng máu mất không đáng kể. Với một nụ cười mệt mỏi, Naoe nhấc tay lên khỏi bụng bệnh nhân. Noriko từ phía sau bước nhanh tới và cởi dây áo blue. Naoe quay về phía cô. Để cho ông cụ ngủ ở đây nửa giờ nữa nhé. Noriko gật đầu và đặt bình tiếp. Chỉ cần glycosa 5%. Còn cái này đưa đi đâu? Noriko giơ cao cái lọ penicillin đựng 2 cái hạch bạch huyết vừa cắt bỏ. Gửi đi xét nghiệm. Ông cầm lấy cái lọ, rồi lau vầng trán lấm tấm mồ hôi và đi sang phòng điều hành. Một tiếng sau, cụ Ishikura tỉnh lại. Lúc bấy giờ Naoe đang ở phòng ngoại trú khám một bệnh nhân bị thương trong một tai nạn xe hơi. Chiếc taxi ông ta đi phanh lại ở đèn hiệu ngã tư, và vừa lúc ấy một chiếc xe khác từ phía sau đâm ngay vào taxi. Sự va chạm mạnh làm cho đầu người khách bị hất ra sau, và ông ta thấy đau nhói. Bây giờ ông ta kêu là thấy nặng trong đầu và đau ở gốc cổ. Sau khi khám qua, Naoe gửi ông ta đi chiếu điện rồi bước vào phòng bệnh nhân. Dưới tấm chăn dày, thân hình của Ishikura nằm trên giường trông như bẹp dí lại. Nghe những bước chân của Naoe, ông cụ mở mắt ra và mỉm cười niềm nở. Cụ đã tỉnh rồi ạ. Tiên sinh, cảm ơn tiên sinh nhiều quá đấy. Giọng ông cụ còn hơi khàn nhưng nghe cũng khỏe khoắn rồi. Naoe bắt mạch cho cụ, xem lại bình tiết huyết thanh. Ngồi cạnh giường ông cụ là người con dâu và một cô thiếu nữ trẻ măng, chắc là một người cháu gọi ông cụ bằng ông. Bác sĩ đã cắt sạch hết cho tôi rồi chứ? Có một vài chỗ không cắt được, nhưng chính ổ bệnh thì đã thanh toán hẳn rồi đấy. Naoe vừa trả lời, vừa lấy cái ống nghe trên tay Noriko đặt lên ngực cụ Ishikura. Cụ già nhắm ngay mắt lại, háo hức nghe. Về trương lực tim, không có gì thay đổi. Trước đây 1 giờ, cô bác sĩ trong khi báo cáo về tình trạng bệnh nhân đã nói rõ như vậy. Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một cái gọi là phẫu thuật như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống, Naoe xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu cụ thè lưỡi ra xem. Tốt cả, không có gì phải lo. Bây giờ cụ cần ngủ cho đẫy giấc. Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? Cụ sốt ruột hỏi. Độ 4 ngày nữa cụ sẽ ăn được cháo. 4 ngày ạ? Tức là sẽ đau suốt 4 ngày ư? Phải chịu khó, dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày mà. Thế mà người ta cứ dọa tôi là ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi nhờ. Thế là y như rằng tôi nghĩ sao là đúng vậy. Cụ Ishikura đắc thắng nhìn sang người con dâu. Ấy, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể đâu. Còn đọ với sức thanh niên được đấy. Naoe mỉm cười nói. Bao giờ thì các vị cho phép tôi xuống giường đây? Chắc khoảng 10 ngày nữa. Ishikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không. Hẳn là đang tính nhầm số ngày. Thế còn bao giờ thì tôi xuất viện đây? Kìa ông, người con dâu không ghìm được.
Ông không được nói chuyện nhiều thế, nó sẽ yếu sức đi đấy. Đến tháng 2, tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ? Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy đâu. Vâng vâng, dĩ nhiên rồi. Cụ ngoan ngoãn gật đầu. Thôi cụ nghỉ nhé. Naoe đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ ạ. Mấy người đàn bà cúi mình chào, còn cụ Ishikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút thôi. Trên tầng của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ. Những bức tường trắng đều bóng lộn lên. Trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naoe, Noriko lo lắng hỏi. Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao? Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thế chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Naoe bước đi, hai tay thọc vào túi áo blue, mắt nhìn thẳng phía trước. Ở phòng khám ngoại trú có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề 35 tuổi. Nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc và trên đỉnh đầu tóc thưa đi rõ rệt. Nói chung là ông ta trông già hơn tuổi nhiều. Ông làm việc ở đâu? Ở tòa thị chính Tokyo. Người đàn ông trả lời, bàn tay để sau gáy. Tên ông ta là Kuwana. Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi. Đi công chuyện thôi. Rồi sau đó sẽ trở về sở. Kỹ thuật viên X-quang đã đem tới những tấm phim rửa gấp chụp các đốt xương sống vùng cổ của Kuwana, dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dãy. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, từ phía trước, từ một bên. Cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngả về phía sau, cả thảy là 6 tấm. Không có tấm nào cho thấy có sự lệch lạc cả. Cột sống vẫn lành lặn. Naoe nói. Naoe bắt đầu viết kết luận vào bệnh án. Kuwana trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân được tấm kính mờ soi sáng từ phía sau. Phía trên cái cột nhỏ gồm 7 đốt xương sống chồng lên nhau, có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng. Đó chính là hộp sọ. Vào cái lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, có một số huyết quản nhỏ và một số thớ của tổ chức cơ. Chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng vỡ hay xê dịch các đốt xương sống đâu. Hóa ra là tôi chỉ bị trẹo xương cổ thôi ư? Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ trẹo cổ chỉ nguyên nhân của tình trạng, chứ không phải bản thân tình trạng. Thế nếu gọi theo khoa học thì thế nào ạ? Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống. Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy hai hàng răng, và trong số răng có một cái nổi lên rõ, đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ. Nói một cách khác đi, hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi. Naoe giảng giải. Cánh cửa bỗng mở ra, và trên ngưỡng cửa một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng bóng dáng một người trẻ tuổi. Mặt người cảnh sát, Naoe thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây 3 ngày đã đưa tên du đãng say rượu vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? Kuwana hỏi. Ông chẳng có gì đáng sợ, nhưng phải 1 tháng mới hết đau, không sớm hơn đâu. Thế không cần nằm bệnh viện chứ ạ? Không. Chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này nhiều khi vào ngày thứ 2 hay thứ 3, cảm giác đau sẽ tăng lên đấy. Nhưng không sao chứ ạ? Ông đừng lo. Như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đang đứng sau lưng. Anh kia là gì? Người gây ra tai nạn có phải không? Naoe hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên. Địa chỉ: khu Setagaya, phố Stangendia. Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ 2 trường đại học. Thế sự việc xảy ra thế nào? Cái xe thể thao của anh ta đâm vào đít chiếc taxi. Viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi. Cái xe taxi thì chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị vẹt một tí.
Còn xe máy của anh này thì cả hai cái đèn pha phía trước đều vỡ tan tành. Thế giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ? Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Noriko ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án. Ông sang bên kia tiêm đi. Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa chàng sinh viên mặc xăng đai, rồi đi sang phòng ghi danh. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi. Anh ra ngồi ở phòng khách đợi một chút đi, tôi cần bàn bạc với bác sĩ một tí. Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra. Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao ạ? Cái gã bị nhốt vào toilet ấy mà. Hắn không phá phách gì chứ? Không. Thế bạn bè hắn có đến bệnh viện nữa không? Hình như là có đến một lần, nhưng tôi lại không gặp. Tôi cứ lo là bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi đấy. Anh lo cũng phải. Thế ạ? Viên cảnh sát bối rối. Có việc gì xảy ra hay sao ạ? Cái số tiền 30.000 họ ứng trước đã sắp hết rồi. Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu. Như thể anh ta định quỵt số tiền phải trả thêm vậy. Còn đủ được đến ngày nào ạ? Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư, họ nói là khoảng 2 ngày nữa thôi. Chỉ thế thôi ạ? Phòng của anh ta nằm dù không điều trị cũng phải trả 3.000 yên một ngày. Thành thử 30.000 yên trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí cũng không đủ chụp một số tấm phim X-quang đâu. Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi. Tại sao anh lại phải xin lỗi tôi? Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền. Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện đấy. Thế hiện nay hắn ra sao rồi ạ? Vết thương hơi bị mưng mủ thôi, nhưng không sao. Điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được mà. Naoe đến cạnh lavabo rửa mặt, rửa tay. Sau 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn mùa thu thấm vào đến tận xương tủy. Naoe chuẩn bị ra về. Thắt xong cà vạt, ông ra đứng ở cửa sổ phòng điều hành. Dưới bầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ, như thể được mọc lên từ lòng đất, hàng hà sa số những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều, thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Naoe yêu thích thời gian này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc, như thể nó được vẽ lên bằng một chất mực thần diệu. Một diện mạo khác biết bao nhiêu với diện mạo ban ngày. Cái tôi thứ hai, cái bản ngã thầm kín cũng tỉnh dậy trong con người như thế này đây. Naoe thầm nghĩ trong khi ngắm cảnh thành phố trong bóng chiều. Một sự so sánh kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, nó lại làm cho ông sợ hãi. Ngoài đường, xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận. Khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè. Thế nhưng, từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm, bất động. Có tiếng ai đó gõ cửa. Naoe rời cửa sổ. Mời vào. Mikiko, cô con gái của bác sĩ trưởng rụt rè bước vào phòng. Tiên sinh chưa về ạ? Hơi thở của Mikiko hình như hơi dồn dập. Có việc gì không? Nếu không có gì vội lắm, xin tiên sinh trước khi về, hãy ghé vào phòng văn thư một chút. Có người đang đợi tiên sinh ở đấy ạ. Cha của cô à? Không ạ, mẹ của em. Thưa các bạn, cô Basi là một bác sĩ trẻ yêu nghề, tính tình bộc trực thẳng thắn và tốt bụng. Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế của anh còn hạn chế. Anh cho rằng ca phẫu thuật giả mà Naone thực hiện với cụ Ishikura chỉ là một sự lừa dối đáng khinh bỉ và không thể chấp nhận. Với bác sĩ Naoe, những lời lẽ ấy chẳng mảy may tác động đến anh. Nó chỉ chứng tỏ cô Basi là người hời hợt và nông cạn. Đúng như Naone dự đoán, cuộc phẫu thuật đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Cô Ishikura hoàn toàn tỉnh táo và lạc quan, tin tưởng vào khả năng hồi phục của mình.
Tất nhiên, bác sĩ và y tá của bệnh viện Oriental không thực sự thoải mái, bởi họ vẫn phải tiếp tục nói dối cụ, tiếp tục vai diễn, còn dang dở. Với riêng bác sĩ Naue, ca phẫu thuật cũng là cơ hội giúp anh tìm hiểu về một vấn đề anh đã bỏ công nghiên cứu từ rất lâu. Vậy vấn đề đó là gì? Có liên quan như thế nào tới Naue? Cậu trả lời sẽ dần hé lộ từng chút một qua từng trang tiểu thuyết. Mikiko nói ngập ngừng, giọng hơi khàn đi vì hồi hộp. Tôi không hứa chắc được, nhưng có lẽ tôi sẽ đi. Vậy thì em để dành vé cho bác sĩ nhé. Còn nếu bác sĩ bận việc gì không đi được, xin báo trước cho em biết luôn. Mikiko quay đi và chạy xuống cầu thang rất nhanh, như thể trốn tránh một người nào. Trong phòng văn thư có bà Ritsuko và một thiếu phụ làm việc ở phòng. Xin lỗi bác nhé. Chắc bác sĩ đang sửa soạn về nhà phải không? Ritsuko sắp xếp lại những thứ giấy tờ đặt ở trước mặt và mời Naoe ngồi xuống đi văng. Tôi hy vọng không quấy phiền bác sĩ. Bác sĩ có việc gì quan trọng phải đi ngay không? Không ạ. Ritsuko đến cạnh cái tủ con đặt ở góc phòng. Trà hay cà phê nào? Gì cũng được ạ. Hay có lẽ uống bia? Hay là whisky? Xin bà đừng bận tâm. Một ngày làm việc đã qua rồi, có thể tự cho phép mình rượu chè một chút chứ. Thế là bà lấy bia trong tủ lạnh ra, với tay lên kệ lấy một chai whisky và mấy cái cốc, rồi bày lên bàn con trước mặt Naoe. Bác sĩ nhắm cái gì nhá? Có lẽ là format chăng? Naoe ngập ngừng. Không thì sashimi vậy. Có muraki. Bà quay về phía người thiếu phụ. Cô làm ơn gọi điện đến hiệu Tamanzushi bảo đem gấp một đĩa sashimi đến đây nhé. Mấy suất ạ? Một thôi. Nhớ dặn cho thêm các món gia vị nhé. Mỗi thứ một tí. Những thứ gì ngon nhất đấy. Quả thật, bà bày vẽ làm gì thế? Naoe lại nói. Ritsuko ngồi xuống trước mặt ông, rót bia vào ly cho ông. Lúc bấy giờ đã quá 5 giờ. Nên viên quản lý và cô kế toán thứ hai đều đã về nhà rồi. Phải đợi chút xíu ạ, độ 10 phút thôi. Dĩ nhiên, xin cảm ơn bà. Yasuko Murakami xếp dọn bàn làm việc của cô, mở tủ lấy áo ngoài ra mặc. Thế bác sĩ trưởng ở đâu ạ? Hôm nay ngài bận những việc gì? Naoe hỏi thêm. Ông ấy có cuộc họp ở ban quản trị hội lương y. Lúc nào cũng bận rộn. Ông ấy thích bận rộn thế đấy. Lại còn đi tìm việc cho nó bận rộn thêm nữa. Ritsuko so vai. Cả tối hôm nay cũng vậy. Thể nào ông ấy cũng tìm cách chuồn đi đâu cho mà xem. Bác sĩ trưởng nhiều việc quá mà. Không sao đâu. Nếu còn đủ sức vui chơi giải trí, tức là vẫn còn sức khỏe đấy. Ritsuko cười xòa. Thế tôi đi gọi nhé. Murakami hỏi. Cô đừng quên đấy. Những giấy tờ kia đến mai nhất thiết phải xong đấy nhé. Ritsuko nhắc nhở. Dĩ nhiên, tôi mang các thứ ấy về nhà làm đây. Murakami cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. Naoe nhìn theo rồi nâng ly lên. Có lẽ là tôi cũng uống với bác sĩ nhé. Bà cũng biết uống rượu ư? Chút xíu thôi. Tôi thì uống độ 2 ly đã thấy choáng váng rồi. Ritsuko lại rót đầy cốc cho Naoe, rồi rót cho mình chút ít và đưa lên môi nhấp vài giọt. Một khuôn mặt hơi thiếu sinh động nhưng cũng đẹp. Có lẽ không ai ngờ là bà đã 48 tuổi. Các cô y tá thường kháo nhau rằng hồi còn trẻ, bác sĩ trưởng đã phải quỳ xuống van xin Ritsuko vui lòng làm vợ mình. Bây giờ thì dĩ nhiên tuổi trẻ đã qua đi, nhưng những dấu vết của nhan sắc thời xưa thì vẫn còn đó. Có lẽ vẫn phải uống whisky tiên sinh ạ. Tôi xin phép được hầu rượu tiên sinh đây. Ritsuko lấy một cái ly sạch, cho nước đá vào và rót whisky.
Nhà tôi uống whisky bao giờ cũng pha nước đấy. Không cần ạ. Và Naoe uống một hơi cạn cốc rượu. Ông ưa thích cái cảm giác ấy. Cái cảm giác nồng cháy của một làn sóng nóng hổi từ từ chảy dọc thực quản xuống dạ dày. Vào những giây phút như vậy, trong trí óc Naoe bao giờ cũng hiện ra một hình ảnh bất di bất dịch. Lớp niêm mạc màu đỏ tươi của thực quản dần dần đen đi và cháy thành than. Xin nhị vị thứ lỗi cho vì đã để nhị vị phải chờ ạ. Trên ngưỡng cửa xuất hiện người hầu bàn của hiệu ăn vừa phái đến. Trên một cái đĩa hình bầu dục có bày những món gia vị xếp thành những ô ngũ sắc rất đẹp mắt. Các vị dùng xì dầu ạ. Ritsuko dẹp cái gạt tàn sang chỗ khác và đặt lên bàn đĩa sashimi người hầu bàn vừa lấy ra. Naoe thường thích uống whisky mà không thức nhắm. Ông chỉ cần mấy hạt rẻ muối và nếu không có thì chỉ uống nước sen vào. Ông vẫn thường uống rượu kiểu đó trong những buổi tối ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ. Bác sĩ không thích ăn cá à? Sao lại không? Rất thích chứ. Hình như là bác sĩ đã sinh trưởng ở đảo Hokkaido thì phải. Vâng, ở Sapporo. Hokkaido nhiều cá lắm. Đúng thế ạ. Nói chung tôi thích cá ở các vị tuyến Bắc hơn. Có lẽ vì đã quen nó từ bé rồi. Tôi có cảm giác là cá vùng Bắc ngon hơn và tươi được lâu hơn. Naoe dùng đũa gắp một miếng cá thu. Bác sĩ có còn người nhà ở Sapporo không? Còn có mẹ tôi thôi. Bà cụ ở một mình chứ? Còn có em trai tôi và chị tôi, tuy chị ấy đã đi lấy chồng rồi. Còn bác sĩ cũng nên lấy vợ đi thôi chứ? Naoe im lặng, uống nốt cốc whisky. Ông uống từng ngụm lớn, nhưng rất chậm, cố kéo dài cái cảm giác khoái lạc. Cái cảm giác như là có một hòn lửa từ từ chảy xuống trong họng, bây giờ đã bớt rõ rệt đi một chút. Tôi cứ nghĩ là không biết có nên làm mối cho bác sĩ không đấy. Bàn tay Naoe đang cầm cốc bỗng ngưng hẳn lại. Bác sĩ không muốn à? Một người đàn ông dễ mến như vậy mà cứ phải một thân một mình, thật là đáng tiếc. Tôi có biết một người con gái tuyệt vời. Có lẽ để bác sĩ gặp cô ta chăng? Thôi ạ. Câu trả lời của Naoe khá là thô lỗ. Đáng tiếc. Ritsuko thất vọng thở dài. Được gặp bác sĩ chắc là cô ấy sẽ rất mừng đấy. Nhưng Naoe vẫn một mực lặng thinh. Cô ấy tốt nghiệp trường đại học K, khoa văn học Anh. Năm nay 26 tuổi, cố nhiên cái tuổi ấy. Nhưng mà xinh đẹp lắm. Trông cứ trẻ măng ra. Cha của cô ấy làm kiểm tra viên ở nhà ngân hàng T. Cô ta là con gái duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Khi họ phái ông bố đi làm việc ở chi nhánh London của nhà ngân hàng, thì bà mẹ ở nhà, còn cô ta đi theo bố sang Anh, cho nên mới chưa có nơi có chốn. Vì hơi bia, mắt Ritsuko sáng long lanh. Ở nước ngoài mà cô ấy chẳng kiêu chút nào đâu. Khiêm nhường, tế nhị lắm. Thật là đáng yêu, hết chỗ nói. Tôi có quen với cô ấy. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé với con Mikiko ở nhà. Gương mặt của Naoe vẫn im lìm như một cái mặt nạ. Không hiểu được ông ta có nghe hay không nữa. Hai vợ chồng chúng tôi mấy hôm trước có bàn về việc này. Chúng tôi đều thấy nếu hai người mà lấy nhau thì rất hợp đấy. Ritsuko ngước mắt lên nhìn Naoe có ý dò hỏi. Hay là ông thử xem qua hình ảnh cô ta nhé? Thôi, thử xem qua một chút thôi mà. Và bà đứng dậy rút ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc phong bì giấy trắng. Đây, cô ta đây này. Ritsuko đưa cho Naoe một tấm ảnh. Mấy bức ảnh dường như được rửa riêng cho những chàng trai đang đi kiếm vợ. Một bức chụp cô thiếu nữ mặc kimono,
một bức khác cũng là cô ta nhưng lại mặc âu phục. Cô thiếu nữ mặc kimono đứng giữa một phong cảnh rất ăn ý với trang phục. Cô thiếu nữ mặc áo đầm thì ngồi thoải mái trên một bãi cỏ xanh. Cả hai bức ảnh đều là ảnh màu. Risuko không hề nói ngoa chút nào. Quả là cô ta thật xinh đẹp và trang nhã. Ông thấy thế nào? Naoe trả lại tập ảnh cho Risuko. Không thích à? Không phải thế. Chẳng qua là tôi không cần. Nhưng theo tôi thì cô gái thật tuyệt vời đấy. Risuko nhìn mấy bức ảnh lần nữa ra chiều tiếc rẻ. Còn Naoe thì im lặng uống rượu. Thế tại sao ông lại không muốn lấy vợ chứ? Naoe nhún vai. Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Ấy, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Chẳng qua là tôi quá bận mà. Có lẽ đó là lý do duy nhất thôi. Naoe rụi tắt điếu thuốc lá. Hay là bác sĩ đang vội đi đâu? Không ạ. Thật là dễ chịu khi người ta có thể ngồi chơi nói chuyện này chuyện nọ mà không vội đi đâu cả, phải không nào? Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng, thậm chí người ta khó có thể tin được rằng mình đang ngồi trong bệnh viện. Chào ôi, tiên sinh! Risuko thở dài. Tiên sinh thật là một con người kỳ lạ đấy. Có thể ạ. Không phải là có thể, mà là kỳ lạ khủng khiếp đấy. Bây giờ Risuko đã hơi choáng váng, cho nên thái độ của bà có phần thân mật. Hay là ông đã có người khác rồi? Không. Thật à, khó mà tin được đấy. Naoe lặng thinh. Thế thì tại sao ông không chịu lấy cô này chứ? Sau khi đã thất bại trong cuộc mai mối, Risuko hơi phát bẩn lên. Bà tự dưng thấy muốn châm chọc cho thật đau cái con người lầm lì, khó hiểu này. Ông ấy thì không sao, nhưng tôi thấy thương hại cho cô nào làm bạn với ông đấy. Naoe cau mày. Nếu như bà không có việc gì cần nói với tôi nữa, thì xin bà cho tôi được phép ra về ạ. Nhưng ông vừa nói là không vội đi đâu kia mà. Naoe bỏ bao thuốc vào túi. Tôi có chuyện cần nói với ông thật đây. Tôi không nói dối đâu. Risuko đưa về phía Naoe đôi tay trắng trẻo trang nhã của mình. Một câu chuyện có tính chất nghề nghiệp đấy. Xin ông đừng về vội. Naoe ngả người ra đi văng nhìn Risuko. Những nét mặt hơi đanh của bà bây giờ như dịu lại. Có lẽ là do tác dụng của hơi men chăng? Thời gian gần đây, tôi thấy đau nhiều ở thắt lưng. Risuko đặt tay ra sau lưng. Khi nào cúi về phía trước như thế này này, thì thấy đau nhói lên. Còn khi cúi chào hay là cầm máy hút bụi? Đã lâu chưa? Hơn một tuần nay rồi. Hôm ấy ở nhà tôi đang bưng một cái chậu hoa, thì bỗng thấy đau lưng như vậy. Thế là kể từ hôm ấy. Trước kia, bà chưa bao giờ thấy đau như thế sao? Cũng có vài lần. Tôi có kêu với nhà tôi. Nhưng ông ấy bảo đó chỉ là chứng đau mỏi thông thường thôi. Chỉ cần nằm vài ba hôm khắc sẽ hết. Thậm chí ông ấy cũng chẳng thèm khám cho tôi kỹ kỹ một chút nữa. Tay vẫn cầm cốc rượu. Naoe nhìn dáng hình Risuko. Hơi mập một chút, nhưng vai và ngực hãy còn đẹp lắm. Cái thân hình hơi chảy một chút, tương phản hoàn toàn với thân hình thon thả của cô con gái. Thậm chí còn làm cho Risuko có một vẻ duyên dáng riêng nữa. Nhưng mà đã một tuần rồi, tôi chẳng thấy đỡ chút nào cả. Thế ngón chân có bị tê không? Thế là thế nào? Risuko ngạc nhiên nhìn Naoe. Bà có khi nào có cảm giác như là mấy ngón chân của bà là của ai ấy? Hay là khi sờ thì thấy như sờ qua một lớp giấy vậy? Nói chung thì hình như là cũng có đấy. Như thể để kiểm tra lại,
Ritsuko đưa mấy đầu ngón tay chạm thử vào chân. Có bao giờ thấy giật ở bắp chân không? Cũng đôi khi, nhất là bên trái. Naoe uống hết cốc whisky và khoanh tay lên ngực. Tôi có uống Alinami và mấy viên thuốc gì đó đỏ, nhưng chẳng ăn thua gì. Làm sao có thể ăn thua gì được chứ? Ở đây, các thứ thuốc men đều vô hiệu tất. Thật ư? Ritsuko thốt lên. Quả tình là chưa chụp phim thì tôi chưa có thể khẳng định được. Mà tôi cũng chưa có dịp thăm khám cho bà. Nhưng theo ông thì tôi bị bệnh gì chứ? Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là bệnh thoát vị xương sống. Thoát vị là thế nào? Là các đốt xương sống bị xê dịch và đè lên các dây thần kinh. Bệnh này cũng chữa được chứ? Dĩ nhiên rồi. Thế ông khuyên tôi nên thế nào nào? Nếu đây chỉ là bệnh lumbago thì ít lâu tự khắc sẽ hết đau. Chỉ cần khi ngủ, co hai đầu gối lên gần ngực. Còn nếu là dây thần kinh bị nén nhưng ít thôi thì có thể dùng corsê. Chỉ khi nào cảm giác đau dội xuống bắp chân thì mới cần can thiệp bằng phẫu thuật. Phải mổ sao? Mặt Ritsuko biến sắc đi. Không có gì đáng sợ đâu. Chỉ là một phẫu thuật đơn giản thôi mà. Không, tôi sợ lắm. Còn nói chung thì tôi không thể nói gì quả quyết chừng nào tôi chưa khám cho bà. Vậy thì ông khám đi. Ông nghĩ sao? Tại sao sinh ra bệnh này chứ? Tại vì tuổi tác. Naoe nhìn Ritsuko từ đầu đến chân bằng một cái nhìn nghề nghiệp. Trong một khoảnh khắc, gương mặt Ritsuko để lộ ý khó chịu, nhưng bà tự chủ rất nhanh và chỉ hơi cau mày lại. Ông vừa nói những điều khủng khiếp quá. Tôi đang nói với tư cách một người thầy thuốc đây. Thế thì ông nên biết rằng, khi người ta nghe nói là bao nhiêu nguyên nhân đều nằm trong tuổi tác, tức là người ta bắt đầu thực sự cảm thấy mình là một bà già rồi đấy. Thời kỳ phồn vinh của cơ thể con người là vào tuổi 17-18, sau 20 tuổi đã bắt đầu già nua. Với 5 tháng thì con người hao mòn dần đi và không có cách gì cưỡng lại quá trình đó đâu. Hóa ra là về sau chỉ có thể càng ngày càng tệ ư? Dĩ nhiên rồi. Naoe dùng đũa gắp một miếng awabi. Thế đến khi tôi đã già khọm rồi thì sẽ ra sao đây? Ritsuko làm ra vẻ sợ hãi, đưa hai tay áp vào đôi má đang đỏ ửng. Đối với tuổi tác của bà thì bà hãy còn đẹp lắm. Đối với tuổi tác của tôi? Vâng. Người ta thường nói rằng mỗi người đều trẻ ngang với tuổi mình, nghĩa là tuổi tác như thế nào thì trông bề ngoài cũng như thế. Nhưng đối với bà thì không thể nói như thế được. Năm bà trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Xin đa tạ. Ritsuko trang trọng cúi đầu như là trên sân khấu. Vào tuổi 20 rất nhiều người đẹp. Về phương diện sinh học, tuổi này thuận lợi nhất, cho nên đẹp vào tuổi 20 là lẽ tự nhiên rồi. Đến 30, quá trình tàn héo bắt đầu. Và đó cũng là điều hợp với quy luật. Khen ngợi cái gì đúng lẽ tự nhiên, thử hỏi có ý nghĩa gì chứ? Ritsuko chăm chú lắng nghe. Nhưng nếu một người đàn bà đến tuổi 30 rồi 40 mà vẫn trẻ đẹp thì đó là điều phi thường lắm. Còn đến tuổi 50 mà người ấy vẫn còn đẹp thì đó là điều rất đáng kinh ngạc. Lúc bấy giờ người ấy mới thực sự đáng ca ngợi đấy. Ông muốn nói rằng tôi là người phi thường ư? Vâng. Bà là người vượt ra cả ngoài lệ thường nữa. Tôi không thể nào hiểu được là nên mừng hay nên khóc trước những lời khen của ông đấy. Rõ ràng là Ritsuko lần đầu tiên được nghe người ta nói về mình như vậy. Bà đã quá quen được ngưỡng mộ, đẹp quá chừng, sao trẻ thế? Còn Naoe thì lại rất xa với sự tán tụng. Naoe nhìn bà bằng con mắt tỉnh táo của một người thầy thuốc, cảm thụ về con người như về một bộ máy sinh học.
và chính điều đó đã pha thêm vào lời khen của ông cái dư vị bất mãn ngấm ngầm ấy. Risuko lại rót thêm whisky cho Naoe. Xin cảm ơn bà, hôm nay như thế là đủ rồi ạ. Không không, ông đã nói là hôm nay ông không bận kia mà. Có lẽ không tiện lắm, ở đây trong bệnh viện. Thì có sao đâu. Thật tình tôi rất thích thỉnh thoảng được nói chuyện với bác sĩ của viện ta. Chẳng ai giống ai cả. Thế ư? Đúng thế đấy. Tôi cũng đã mong được nói chuyện với ông từ lâu rồi kia. Nhưng ông là người danh tiếng thế kia, cho nên tôi không dám. Naoe châm thuốc lá hút. Chắc là uống rượu ở một chỗ khác ông sẽ thích hơn chứ. Risuko ngước mắt lên nhìn Naoe. Có lẽ là thế. À, ít nhất thì ông cũng thẳng thắn rồi đấy. Risuko nói, rõ ràng là lòng tự ái bị tổn thương và nốc cạn chén rượu một cách gần như tuyệt vọng. Thế ông thích giải trí ở nơi nào hơn nào? Ồ, ở rất nhiều nơi khác nhau. Chắc hẳn là ở những nơi nào có đàn bà đẹp chứ. Có họ thì tốt hơn là không có họ. Naoe gầy tàn thuốc. Ông cho tôi đi theo với. Risuko yêu cầu. Một lần thôi cũng được. Tại sao bà lại không đi với chồng bà chứ? Ông ấy không chịu đem tôi đi theo. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông nhà. Risuko phẫn uất nhìn Naoe. Naoe khuấy cho tan mấy viên đá trong cốc rồi nốc cạn. Hai người im lặng một lát. Và lúc bấy giờ nổi bật lên một sự tĩnh mịch nặng nề, rất không quen thuộc đối với bệnh viện. Nó chỉ được điểm xuyết bằng tiếng nước chảy róc rách khe khẽ trong các đường ống. Hồi lâu sau, Risuko mới lên tiếng, dường như là để phá tan cõi im lặng vang dội này. Ông rất tàn nhẫn đối với tôi. Tôi làm mối cho ông cũng khước từ. Phải, rõ ràng là một người đàn bà về già thì đến cái việc làm mai cho người ta cũng không xong nốt. Bà ta buông một tiếng thở dài não ruột. À, nhân tiện đây cũng xin hỏi. Tiên sinh có biết ai hợp với con Mikiko nhà tôi không? Naoe lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Nó đã 23 tuổi rồi mà hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này cả. Có thể ông có quen một thanh niên nào kha khá ở trường đại học chăng? Thưa các bạn, nhân vật đáng chú ý nhất ở bệnh viện Orienten là bác sĩ Naoe. Không ai hiểu vì sao một vị phó giáo sư nổi tiếng lại rời bệnh viện trường đại học, nơi có bao cơ hội phát triển, để đến làm việc ở một bệnh viện tư nhân thường thường bậc trung. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh đằng sau vẻ mặt, đằng sau ánh mắt như sừng sững, như lãnh đạm. Ai cũng tò mò muốn tiếp cận con người lạ lùng này. Bà Risuko, vợ của bác sĩ trường Yutaro, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Người phụ nữ 48 tuổi, nhan sắc vẫn còn mặn mà ấy, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nam tính lạnh lùng toát ra từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói của Naoe. Tất nhiên, Risuko đủ bản lĩnh để che đậy cảm xúc riêng, nhưng có lẽ bà không muốn và không cần phải làm thế. Cuộc đối thoại giữa bà và Naoe không đi đến cái đích như bà mong đợi, nhưng điều ấy chỉ càng thôi thúc ý định chinh phục của bà mãnh liệt hơn. Trong thực tế, Risuko không thể tưởng tượng được rằng đến một lúc nào đó cả bà và con gái bà đều trở thành tình nhân của Naoe. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Naoe trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ căng rèm. Vậy thì ông làm ơn đừng quên lời thỉnh cầu của tôi nhé. Tôi e rằng bà không thể trông cậy vào tôi nhiều quá đâu. Chắc chắn là ngoài tôi ra, việc này không phiền ai hết. Vâng, xin phép được tạm biệt. Naoe đứng dậy. Thế mà ông vẫn nhất định đi ư? Risuko thở dài. Tôi uống quá nhiều rồi, xin được về thôi. Ông lại đi đến nơi có những người đàn bà đẹp chứ gì? Xin cảm ơn bà về buổi chiêu đãi. Naoe mở cửa bước ra hành lang.
kể từ khi làm phẫu thuật cho cụ Ishikura đến nay đã được 3 ngày đêm. Suốt thời gian này ông cụ phải nằm ngửa, nhưng bây giờ người ta cho phép cụ nhổm dậy ngồi trên giường. Lẽ tự nhiên là một sự hồi phục nhanh chóng như vậy không làm cho ai ngạc nhiên. Sáng hôm ấy, khi Naoe mặc blu trắng và xuất hiện ở phòng y tá, Noriko bước tới gặp ông. Chào bác sĩ. Cô chào Naoe một cách lãnh đạm. Sau những cuộc ái ân nồng cháy đêm nào, Noriko khi vào bệnh viện lại nói chuyện với Naoe như thể hai người chỉ quen sơ nhau. Cô Ishikura rất mong bác sĩ đến đấy. Thế sao? Kobashi chưa ghé thăm ông cụ à? Chưa. Noriko với một cử chỉ thuần túy sự vụ đẩy về phía Naoe bệnh tập án của Ishikura. Nhiệt độ 37.1, mạch 70. Mọi thứ đều gần như bình thường cả. Bác sĩ Kobashi có nói rằng kể từ nay ông từ chối việc theo dõi bệnh tình cụ Ishikura. Kobashi nói rằng ông đã báo điều này cho tiên sinh biết. Cho tôi ư? Bây giờ đặt bình tiết huyết thanh cho cụ Ishikura phải không ạ? Có lẽ Kobashi sẽ chịu khó thêm một ngày nữa chăng? Bác sĩ Kobashi hiện đang đi thăm các bệnh nhân. Ra là thế đấy. Gạt tập bệnh án sang một bên, Naoe đưa mắt nhìn quanh. Trong đám nữ y tá đang vội vàng qua lại, không thấy Akiko Takagi. Xin bác sĩ nhanh cho. Noriko tay cầm ống nghe đứng đợi ở cửa. Naoe đứng dậy và đi ra hành lang. Chẳng lẽ bác sĩ Kobashi không nói gì với tiên sinh sao? Tôi chưa nghe ông ta nói gì cả. Noriko đi trước Naoe một chút. Có thể thấy rằng cô đang có chuyện gì bực tức lắm. Đi dọc hành lang bên phải khoảng 30 thước, họ đến gần cầu thang gác. Và đến đây thì Noriko không chịu được nữa. Bác sĩ đừng bao giờ làm một việc gì để sau đó người ta cười cho nhé. Cười ư? Tôi nói chuyện tối hôm qua ấy. Một bệnh nhân đi lên thang gác qua mặt họ và Noriko ngừng bặt. Naoe nhún vai. Tôi không hiểu. Tối hôm qua uống rượu với bà vợ bác sĩ trưởng. Mà lại uống ngay trong bệnh viện. Ông chọn được một chỗ thích hợp quá đấy nhỉ. Ngay cả tấm lưng của Noriko cũng hừng hực niềm công phẫn. À, thì té ra là chuyện ấy đấy. Phải, sáng nay cả viện chỉ kháo nhau mỗi cái chuyện này thôi. Câu chuyện đã lọt ra ngoài. Rõ ràng là có người nào đó trong bệnh viện đã lâm vào tình trạng quá nhàn rỗi. Khi Naoe bước vào phòng, cụ Ishikura mới được thay quần áo sạch. À, tiên sinh, lão đang đợi tiên sinh đây. Cụ Ishikura chắp tay vái theo phong tục cổ. Sao, cụ thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn bác sĩ, đỡ nhiều lắm rồi. Nghĩ cũng lạ, cắt bớt dạ dày mà vẫn cứ thèm ăn đấy. Thế tôi vẫn chưa ăn được cháo gạo sao? Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển cụ sang chế độ ăn cơm. Dạ, đa tạ bác sĩ. Cụ Ishikura lại kính cẩn chắp tay vái, rồi quay về phía con dâu đang ngồi ở đầu giường, nói, nào, con muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thưa bác sĩ, cha tôi rất thèm ăn hoa quả. Được, cô cứ cho cụ ăn, nhưng nhớ phải gọt vỏ đấy. Noriko tháo băng cho cụ Ishikura, đường khâu kéo dài suốt bụng. Trong khi Naoe dùng bông tẩm dung dịch sát trùng lau vết mổ, thì Ishikura nhắm mắt nằm im không động đậy. Khi đã thay băng xong, ông cụ nói, trước kia tôi thấy nặng trình trịch trong dạ dày, thế mà bây giờ đã tan biến đi đâu mất chứ. Thế thì hay lắm. Naoe nghe tim và bắt mạch cho ông cụ, rồi ra khỏi phòng. Khi ông đã gần tới phòng y tá, Kobashi vừa về phòng trước đó một chút ra gặp ông. Tôi muốn nói chuyện với tiên sinh về cụ Ishikura. Gương mặt Kobashi đanh lại. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này và đã đi đến kết luận rằng tôi không thể nói dối được. Tôi đã hiểu hết rồi và hiểu rất rõ. Tôi cho rằng một bác sĩ phẫu thuật không có quyền làm những cuộc phẫu thuật vô nghĩa.
anh có thể tiếp tục giữ lấy ý kiến đó. Xin lỗi. Naoe dặn dò cách đặt bình tiếp huyết thanh và đi ra hành lang. Kobashi vẫn theo sát ông. Thưa tiên sinh, chưa hết đâu. Ở phòng 304 mới đưa vào hai bệnh nhân bị trẹo thớ ở khu vực cổ, một công chức và một người lái xe. Thế thì sao? Có phải là tiên sinh đã ra lệnh cho họ nằm viện không? Không. Thế thì ai? Theo tôi, đó là quyết định của y tá trưởng. Y tá trưởng có quyền gì mà quyết định những vấn đề như vậy chứ? Dĩ nhiên, đó là việc không đúng quy chế. Nhưng hình như là bà ta chỉ thừa hành chỉ thị của bác sĩ trưởng thôi. Naoe và Kobashi cùng xuống cầu thang gác. Có nhiều phòng bệnh nhân bỏ trống, cho nên bác sĩ trưởng yêu cầu Sekiguchi là hễ ai có điều kiện nằm thì cho nằm vào các phòng ấy. Chỉ có bác sĩ điều trị mới biết được ai cần cho nằm viện và ai không cần. Đây không phải là trường đại học, mà cũng không phải là bệnh viện công của thành phố nhé. Nhưng vẫn là một bệnh viện chứ. Trong khi đi vòng qua nhịp cầu thang uốn, cô bác sĩ ngừng nói một chốc, rồi tiếp tục lại nói rất hăng. Có thể là tôi quá bao biện chăng, nhưng tôi đã khám cho hai bệnh nhân này và không hề thấy ở một người nào có những triệu chứng cơ ngực dị thường cả. Cả hai chỉ kêu là hơi đau ở phần dưới cổ thôi. Ảnh X-quang cho thấy ở người công chức các khớp xương bị mòn nhiều, còn phần còn lại thì bình thường. Không có lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú đâu. Hơn nữa, họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên. Có lẽ là thế đấy. Cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ. Nhưng mà chính họ yêu cầu như thế mà. Chính họ ư? Tại sao? Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá. Còn người công chức thì đã 55 tuổi, chỉ ít lâu nữa là đã phải về hưu. Cho nên ông ta muốn lợi dụng dịp này để nghỉ ngơi. Nhưng dù có thế thì tại sao lại phải nằm viện mới được chứ? Cái đó thì rõ như ban ngày rồi. Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho. Đã muốn nghỉ ngơi thì ở bệnh viện tốt hơn là ở nhà. Như cái ông công chức kia chẳng hạn, rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi, dù sao cũng nhiều tuổi rồi. Và theo tiên sinh thì đó là một lý do có đủ trọng lượng để cho ông ta nhập viện ư? Giọng Kobashi run lên vì phẫn nộ. Đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn họ. Dĩ nhiên, đó không phải là lý do chính, nhưng là một trong những lý do đấy. Tiên sinh, ở đây là bệnh viện, ở đây chúng ta chữa bệnh nhân. Nếu như cứ người nào muốn nghỉ ngơi một chút, ta đều cho cả vào đây thì... Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì là xấu nào? Hai người đã đi xuống đến tầng 1. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng 20 người đang ngồi đợi. Kobashi và Naoe đi qua các dãy ghế và mở cửa vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án. Nếu chúng ta cho nhập viện với một bản chẩn đoán như vậy, thì bệnh viện sẽ thành cái gì đây? Chẳng hóa ra là bà ai muốn nằm viện thì nằm hay sao? Nhìn người nữ y tá đang đứng đợi, Kobashi lại nói thêm. Ngoài ra, người ta lại kê cho họ những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng đối với họ cả. Các thứ thuốc uống và thuốc tiêm là do tôi kê đơn đấy. Cô bác sĩ giật mình, im bặt. Có công hiệu, không công hiệu, dù sao thì cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản mất đấy. Hóa ra là chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy sao? Cố nhiên. Cô bác sĩ buông mình xuống một chiếc ghế và rút điếu thuốc lá. Ai trả viện phí cho họ đây? Vì đây là hậu quả của một tai nạn giao thông cho nên công ty bảo hiểm xe hơi phải trả một số tiền nhất định. Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào có phải không? Trong phạm vi của số tiền do quy chế bảo hiểm ấn định thì ngay cả người gây ra tai nạn cũng gần như không phải trả gì. Hóa ra chính vì thế mà y tá trưởng cứ nài họ nằm ở bệnh viện của ta. Hình như là thế đấy. Ở bệnh viện của trường đại học, người ta không đời nào làm như vậy đâu. Những chuyện đó thối quá. Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp cả đấy nhỉ? Naoe nói qua kẽ răng.
Cô bác sĩ kinh ngạc nhìn ông. Nhưng Naoe đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng, ra lệnh cho cô nữ y tá. Mời bệnh nhân vào khám đi. 3 giờ chiều, Yoda ra khỏi bệnh viện. Ông chuẩn bị đến ban bảo vệ môi trường để lấy những tài liệu về một số vấn đề ông đang quan tâm. Bao giờ ông về nhà? Ritsuko hỏi khi tiễn chồng ra xe hơi. Có thể sẽ phải ăn cơm tối với họ, cho nên có lẽ tôi về muộn một chút đấy. Tức là độ 9-10 giờ chứ gì? Không biết nữa, Yutaro lúng búng, còn tùy. Thế ông sẽ ăn tối với ai? Chắc là mấy người ở ban chứ gì? Yutaro sốt ruột ra mặt. Thôi được rồi, tôi sẽ cố về sớm. Ông ngồi lên xe, vẫy tay từ giã vợ. Nomura, người lái xe của Yutaro, năm nay 27 tuổi. Ở bệnh viện Oriental, anh làm việc gần 3 năm, am hiểu tất cả những công chuyện ở đây, trong đó có cả những chuyện thuộc đời tư của ông chủ. Ra tòa thị chính ạ? Anh ta hỏi trong khi cho xe chuyển bánh. Yutaro gật đầu. Họ cùng đi về phía trung tâm dọc theo đường Aoyama. Cũng như thường lệ, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hồi lâu dưới bầu trời u ám thấp tè. Yutaro rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và vừa nhìn đồng hồ vừa ghi chép cái gì không rõ. Khi họ đến ngã tư Miyakedazaka, đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi. Chỉ độ 20 phút tôi sẽ xuống, thành thử anh cứ đợi ở đây nhé. Rõ, Nomura đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Yutaro vào tòa thị chính đúng 20 phút như ông đã nói. Đi rất nhanh ra xe hơi, ông bước vào, buông phịch người xuống ghế. Bây giờ đi đâu ạ? Yutaro rút khăn mùi xoa. Và mặc dầu trên trán ông chẳng có giọt mồ hôi nào, ông vẫn lau cho thật kỹ. Đến trạm Ebisu nhé. Nomura lặng lẽ ấn lên bàn đạp. Tháng 11 mà nắng như thế này, thật là trái thời tiết. Yutaro nói giọng cầu cạnh. Trời u ám thế này là dễ xảy ra tai nạn lắm đấy. Có lẽ thế ạ. Những câu trả lời của Nomura không lấy gì làm sốt sắng cho lắm. Yutaro cứ phút phút lại nhìn đồng hồ. Khi họ đã qua phố Tegenji và đến gần khu Ebisu thì 4 giờ rưỡi. Nhà số 1 chứ? Phải phải. Con đường đi ngang nhà ngân hàng vượt qua hai ngã tư rồi dần dần lên dốc. Trên đỉnh dốc có một ngôi biệt thự. Mái nhà màu xanh tươi đặt trên những bức tường trắng xóa. Mái hiên có dãy bao lơn sơn màu đen. Như giọng văn quảng cáo thường nói thì đây là một ngôi nhà xây theo phong cách Bắc Âu. Xe dừng lại trước cửa chính. Cảm ơn nhé. Yutaro dúi vào tay anh lái xe một tờ giấy 3.000 yên trong khi len ra cửa. Này, cầm lấy. Thôi ạ, ông làm gì thế? Cầm đi, cầm đi. Anh lái xe ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rơi xuống ghế bên cạnh anh. Tôi bảo là cầm đi mà. Tôi cần nhờ anh một việc. Yutaro nháy mắt có vẻ ngụ nhiều ý nghĩa. Ra khỏi xe và đi về phía khung cửa chính trang trí bằng gạch men nhiều màu. Trên cánh cửa mang số 818 có dòng chữ đề họ Uegu-san. Yutaro bấm chuông và đứng im chờ đợi. Bên kia cánh cửa rõ ràng là người ta đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng hình như chẳng vội gì ra mở cửa. Yutaro bấm chuông một lần nữa và ghé mắt vào cái lỗ tròn tròn bằng đồng xu trên cánh cửa để nhìn vào phía trong. Vừa lúc ấy, sau cánh cửa vang lên một giọng nói phụ nữ. Ai đây? Anh đây. Có tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ, rồi cánh cửa mở ra. À, papa. Tóc người phụ nữ chải túm lên phía trên, tay cô đang ép lên ngực để giữ hai tà áo choàng không cài khuy. Thật bất ngờ đấy. Thế nào, em đang tắm à? Vâng. Người đàn bà để Yutaro bước vào rồi đóng ngay cửa lại. Tại sao đến đột ngột thế? Thích đến thì đến thôi. Yutaro cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường của một phòng khách, một dàn máy stereo,
một chiếc máy thu hình. Bên phải, sau bức màn là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa rất nhỏ bày biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Tòa nhà mới xây cách đây nửa năm, tương đối còn trắng muốt. Căn hộ nhỏ này sạch sẽ tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhà là một phụ nữ. Nếu định ghé thăm thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ. Đôi khi đến bất thình lình cũng có ích đấy. Ô hô, papa nghi ngờ rồi chăng? Utaro ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng. Buông ra, em đang tắm giờ mà. Cô gái cố vùng ra, nhưng nhỏ bé mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao chống cự nổi Utaro. Ôm gọn cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian buồng nhỏ ném lên giường. Làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, làm cho Utaro không còn chút tự chủ nào nữa. Chà, người đâu mà tởm thế? Vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhổm dậy bỏ chân xuống đất. Utaro mỏi mệt và thỏa thuê nhìn theo cô ta qua đôi mí mắt lim dim. Nước trong buồng tắm chắc là nguội hết rồi còn gì? Thì vặn thêm nước nóng, thế thì lâu chết. Cô gái vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm. Một phút sau cô quát vọng ra. Thế papa không tắm à? Em tắm trước đi, Mayumi ạ. Ừ, đúng đấy. Cô ta cười ha hả. Chứ không thì papa to béo thế kia, nước sẽ tràn ra nhà mất một nửa thôi. Mayumi là cái tên chỉ dùng ở quán rượu Alonika ở khu Ginze, nơi cô làm việc. Tên thật của cô là Machiko, Machiko Uegusan, nhưng Utaro thích gọi cô là Mayumi hơn. Họ quen nhau cách đây 2 năm ở quán cà phê Odilia. Hồi cô còn làm việc ở đấy, và nửa năm sau thì Utaro bắt đầu bao hẳn cô ta. Mayumi mới 23 tuổi, còn Utaro thì đã quá ngũ tuần. Nhưng túi tiền của Utaro hoàn toàn có thể bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Còn Utaro thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm vào đấy, Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, thân hình rắn chắc, cây mũi hơi hếch, hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất, nếu có thể coi đó là một nhược điểm, thì là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con gái của Utaro. Khi Mayumi đã rời khỏi buồng tắm và rót bia ra uống, thì đã gần 6 giờ. Thôi chết, em muộn mất rồi. Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mắt. Hôm nay em phải làm việc sao? Vâng. Thế papa dỗi à? Không. Sau 7 giờ, anh phải gặp một người ở tòa thị chính. Mayumi vừa ngắm mình trong gương vừa gật đầu. Nhưng cần gì đến quán cà phê trước 8 giờ chứ? Em phải đến Mỹ viện chậm nhất là 6 giờ rưỡi. Tiếc nhỉ? Sau đó còn phải ăn tối, thành thử vừa sát 8 giờ đấy. Hay ta ăn tối với nhau đi? Mayumi ngẫm nghĩ. Anh đãi em mà. Thật không? Thế nếu Madame Ritsuko biết rồi làm toáng lên thì sao? Không biết đâu. Nhỡ bà ấy sinh nghi thì sao nào? Nghĩ mà sợ lắm. Mayumi đưa cái bông phấn lên hai má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi. Sao? Em nhìn thấy bà ấy rồi à? Papa không nhớ sao? Hôm ấy em bị sái chân, phải vào bệnh viện chiếu điện đấy mà. Utaro gật đầu. Ấy đấy. Hôm ấy em thấy trong hành lang có một bà đang nói chuyện với một cô y tá. Bỗng có một nhân viên nào đấy chạy lại gọi, thưa bà. Ra thế. Papa chọn giỏi thật đấy. Người đẹp thế kia, ai dám bảo là đã 48 tuổi chứ? Em lại còn biết cả tuổi bà ấy nữa sao? Dĩ nhiên. Papa nói với em chứ ai? Thế à? Utaro phì cười. Ông ta đang mặc quần lót, ngồi uống nốt cốc bia thứ hai. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều mặt bà ấy hơi khùng khùng. Chắc bà ấy hơi loạn thần kinh.
Mayumi ngắm nhìn mình trong gương một lát rồi thè lưỡi ra. Em thấy thế à? Papa không bằng lòng ư? Ồ không, có gì đâu. Nói chung, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác như thế đấy. Mayumi nhún vai rồi bắt đầu dán lông mi giả. Yutaro đứng dậy cài áo sơ mi. Trang điểm xong, Mayumi bơm nước hoa rồi quay về phía Yutaro. Em muốn hỏi ý kiến Papa một chút. Về việc gì thế? Ông vừa hỏi, vừa thắt chiếc cravat trên cái cổ béo phị. Em sắp tròn 24 tuổi rồi. Yutaro băn khoăn nhìn cô. Và em không muốn cứ mãi mãi làm cô gái bán ba đâu. Nếu em muốn đi khỏi nơi ấy, anh không có gì phản đối. Vâng, nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải chỉ là em muốn đi, mà em còn muốn làm bà chủ, muốn có hiệu cà phê của chính em cơ. Trời, ở khu Ginde chứ gì? Dĩ nhiên rồi. Mới 24 tuổi mà đã làm bà chủ, liệu có sớm quá chăng? Em có đòi hiệu cà phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy thôi cũng được, không có bàn con. Tìm được một cái bar nho nhỏ ở khu Ginje cũng chẳng dễ gì đâu nha. Đường Namiki, phường 8, hiện đang ra bán một hiệu cà phê rất là dễ thương đấy. Nhưng việc gì phải vội thế nào? Utaro nhăn mặt, lúc này đã thắt xong cà vạt. Thế tức là papa từ chối hả?